Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 10. Thật sao? Vậy tôi cũng muốn xem, tôi làm sao lại không thể động vào anh đấy? Cũng muốn xem vị thiếu đà chủ mà anh luôn miệng nhắc đến kia, tôi làm sao lại không thể động vào? Tề Đẳng Nhàn cười, chậm rãi bước tới. Tên đầu chọc tức run người, nhưng hắn lại không phải là đối thủ của Tề Đẳng Nhàn, chỉ có thể bất lực nhìn đám thuộc hạ rồi tức giận nói bọn mày còn thất thần ở đó làm gì, bắt lấy hắn. Mấy tên thuộc hạ không dám tiến lên, chỉ biết co rúm lại một chỗ, cảnh tượng Tề Đẳng Nhàn chỉ trong chốc lát đã có thể hạ gục tên đầu chọc vừa rồi, khiến bọn chúng vô cùng chấn động. Tề Đẳng Nhàn chạy tới trước mặt Trương Nhu, tiện tay kéo cô đến bên mình, sau đó đẩy cô về phía Lý Vân Uyển. Trương Nhu lảo đảo ngã trước mặt Lý Vân Uyển, được cô đỡ ngồi xuống. Không sao đâu, đừng khóc nữa, anh ấy sẽ lo liệu thôi. Lý Vân Uyển vỗ vai Trương Nhu, an ủi nói. Không sao ư, hắn sẽ lo liệu sao? Để tao xem hắn sẽ lo thế nào đây. Tên đầu chọc gầm lên, hung ác nói hôm nay, tất cả bọn mày đều phải chết. Đúng vào lúc này, một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, người đàn ông này tương đối trẻ tuổi, quần áo sang trọng, mái tóc cắt ngắn, toàn thân toát ra khí chất bất cần đời. Đi theo hắn là một vài mỹ nữ ăn mặc xinh đẹp, nhìn có chút quen mắt, có lẽ là nhân vật nổi tiếng trên mạng. Đầu chọc, cậu làm sao bây giờ lại vô dụng vậy hả? Kêu cậu đi bắt một cô gái tay trói gà không chặt mà lại phải mất nhiều thời gian như vậy. Người đàn ông xoa xoa đầu mũi của mình, cực kỳ không hài lòng nói. À, thiếu đà chủ, thực xin lỗi, là tôi vô dụng không thể hoàn thành tốt. Trước mặt người đàn ông này, tên đầu chọc đến nửa câu bao biện cũng không dám, trực tiếp nhận lỗi, liên tục giải thích, trông có vẻ vô cùng sợ hãi. Sau khi Trương Nhu nhìn thấy vị tiểu đà chủ này, sắc mặt lập tức biến sắc, kinh hoàng nói Từ Dương. Từ Dương liếc nhìn cổ tay bị bẻ cong của tên đầu chọc, không thể không ồ lên một tiếng, sau đó cười lạnh nói đây là gặp phải cao thủ rồi nha, tay bị bẻ đến thế kia mà. Tên đầu chọc ngượng ngùng cười, không dám nói thêm một lời, sự vô dụng của hắn đã tạo nên sự không vui này, nếu còn nói sai điều gì, quả thực có thể lập tức mất mạng. Thiếu đà chủ Từ Dương của Long Môn ở tỉnh Đông Hải, còn nổi tiếng ương bướng. Được rồi, oan có đầu nợ có chủ, mang người đi là được rồi. Ai làm cậu bị thương, thì bắt hắn tự mình đứng ra giải quyết, đừng làm liên quan đến gia đình. Từ Dương điệu bộ biếng nhắc nói. Mấy người hot girl mạng này thấy dáng vẻ đó của Từ Dương, không khỏi cảm thấy vô cùng oai phong. Đây mới chính là nhân vật lớn đó nha, không phải là kiểu. Mấy tên cường hào trong danh sách địa phương chúng ta, chỉ biết dùng tiền để thương, làm gì có ai có chút phong thái như này chứ. Thật không hổ là thiếu đà chủ của Long Môn Đông Hải, mỗi tiếng nói hành động tuy có chút lãnh đạm tùy ý, nhưng lời nói ra lại vô cùng đáng giá, nhất ngôn cửu đỉnh. So với thiếu đà chủ, đám người tặng quà cho chúng ta đúng thật chỉ là một lũ quê mùa, cả ngày chỉ toàn nghĩ đến việc ngủ với chúng ta, nằm mơ đi. Lời nói của Từ Dương rót vào tai bọn họ giống như miệng vàng lời ngọc vậy. Tề Đẳng Nhàn như nghe thấy chuyện cười, thú vị thật đấy, khiến hắn tự mình đứng ra kết thúc sao? Làm sao, không muốn đứng ra thừa nhận à? Vậy thì đừng trách tôi tính tội liên quan, mang người nhà anh vào tính luôn một thể. Từ Dương lắc đầu, tiện tay châm một điếu thuốc. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười tiên về phía trước, nói để người ở lại, bồi thường tiền thuốc men. Tôi sẽ giữ lại cho cái mạng chó này để còn tiếp tục đi kiêu ngạo với người khác. Ngay khi Tề Đẳng Nhàn nói ra lời này, ai ai cũng đều không khỏi sửng sốt, nhất là mấy người hot girl mạng. Tên này là bị ngu sao? Lại dám nói chuyện như vậy với thiếu đà chủ chứ? Chán sống rồi à? Tôi đây là lần thứ hai thấy có người dám vô lễ như vậy với thiếu đà chủ, và lần đầu thấy người, cỏ trên mộ hắn đã cao ba thước rồi đấy. Mày là ai chứ? Lại dám ăn nói như vậy? Trước mặt thiếu đà chủ còn không mau quỳ xuống. Bằng không, mỗi phút trôi qua cả nhà mày đều chết hết. Từ Dương vẫy tay, ý bảo những cô nàng hot girl mạng này bình tĩnh một chút, rồi nhìn Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói anh nói sao cơ, tôi nghe không rõ, lặp lại lần nữa xem. Nếu lỗ tai anh không tốt như vậy, tôi có thể quyên góp chút. Tề Đẳng Nhàn nói đừng đứng trước mặt ta giả vờ hung hăng nữa, bởi vì anh không đủ trình. Ha ha ha. Từ Dương lập tức cười phá lên. Không đủ trình. Từ Dương hắn mà phải giả vờ hung hăng sao? Mỗi một câu hắn nói ra, ai ai cũng đều tôn sùng như thánh chỉ.
người phụ nữ hắn muốn, không cần chờ đến tối, tất cả đều sẽ ngoan ngoãn tự giác leo lên giường hắn nằm. Hắn muốn cái gì, không cần nói nhiều sẽ có người quỳ xuống dâng lên cho hắn. Vậy mà bây giờ, lại có kẻ dám nói hắn không đủ trình, còn nói hắn giả vờ hung hăng sao? Tên ngốc này đơn giản là chán sống rồi, tôi đoán có lẽ chúng ta sẽ chẳng được nhìn thấy mộ của hắn đâu, bởi vì hắn đã bị đánh cho tan xương nát thịt rồi. Dám thách thức thiếu đà chủ, tôi cũng xin bái phục sự dũng cảm của hắn luôn đấy, chẳng qua cũng chỉ là một tên đần đầu óc không bình thường mà thôi. Đúng là không biết sợ mà, hôm nay thành phố Trung Hải lại có thêm một người chết rồi. Những cô nàng hot girl mạng này đều đang trò chuyện sôi nổi, ai ai cũng đều cảm thấy Tề Đẳng Nhàn đắc tội với Tư Dương thì chỉ có con đường chết mà thôi. Tư Dương sắc mặt lạnh tanh, vẫy tay một cái, từ ngoài cửa mấy tên cao to vạm vỡ lập tức đi vào. Những người đàn ông cao to này so với đám thuộc hạ của tên đầu chọc khí chất hoàn toàn khác biệt, tất cả họ đều mặc âu phục màu đen, toàn thân toát ra một khí chất lạnh lùng, tuy ánh mắt đã được cặp kính râm giấu đi, nhưng vẫn có thể hình dung được chúng sắc bén và hung hãn đến thế nào. Đứng trước mặt người như thế, bất giác khiến bản thân cảm thấy mình thật nhỏ bé, lúc này đây lại cùng lúc xuất hiện 5 người như vậy, khí thế này thật sự khiến người bình thường không tài nào chịu nổi. Từ Dương bình tĩnh nói, anh chắc chắn muốn khiêu khích tôi sao? Tôi cho anh một cơ hội nữa, lập tức quỳ xuống hay là để tôi phải lặp lại một lần nữa? Tề Đẳng Nhàn ngây người. Cô xem, hắn sợ rồi kìa. Ha ha, đó là đương nhiên, một khi thiếu đà chủ đã ra tay, không người nào là không sợ. Hôm nay có thể dùng bữa cùng thiếu đà chủ, thực sự vô cùng vinh hạnh, lại còn có thể nhìn thấy anh ấy dạy dỗ người khác, tôi có thể quay về khoe khoang cả đời ấy chứ. Vậy cô cứ quay về khoe khoang cả đời đi, tôi chỉ muốn khoe khoang với thiếu đà chủ buổi tối hôm nay thôi. Mấy cô nàng hot girl mạng tất cả đều tươi cười, sự ngưỡng mộ của họ đối với Từ Dương cứ thế tăng vọt lên. Tên đầu chọc không khỏi nhe răng cười nói, tên nhãi danh này, đây đều là cao thủ của Long Môn chúng ta, ngay cả ngón út của tao đây cũng không bằng bọn họ. Đừng tưởng cứ đánh đấm giỏi là được, đối đầu với bọn họ, đến cả cái giám mày cũng không bằng. Mau mau quỳ xuống, tự chặt hai tay của mình đi. Cuối cùng Tề Đẳng Nhàn cũng khôi phục lại tinh thần, sau đó nhìn Từ Dương gật đầu, nói tôi chắc chắn, chẳng lẽ anh là đồ ngốc không hiểu tiếng người à? Đã vậy, để tôi nói thẳng. Đờm, cái này TĐN nói nha. Giờ anh đã hiểu ý tôi chưa? Tề Đẳng Nhàn vừa nói ra những lời này, những cô nàng hot girl mạng lập tức yên lặng, từng người một nhìn hắn với ánh mặt không thể tin nổi. Tên ngọc này đang nói cái gì vậy? Sao hắn dám thô lỗ xúc phạm thiếu đà chủ như vậy chứ? Ôi trời đất ơi, tôi không thể tưởng tượng được hắn sẽ bị thiếu đà chủ đánh thành bộ dạng thế nào nữa, hắn thật sự rất ngu xuẩn. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Từ Dương có vẻ nghe không hiểu lời hắn nói, vì vậy đã dùng một câu đơn giản thô lỗ, và cũng là những từ ngữ duyên dáng nhất Hoa Quốc này để nói. Trương Nhu bị dọa đến ngây người, không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại ăn nói thiếu đầu óc đến vậy, hơn nữa người mà hắn đang cùng nói chuyện. Lại còn là Từ Dương, thiếu đà chủ của Long Môn. Rất tốt, từ trước đến giờ chưa có ai dám nói với tao như vậy. Hôm nay, mày nhất định phải chết ở đây. Hai mắt Từ Dương đỏ lên, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không khỏi liếc nhìn 50 tên thuộc hạ của anh ta, cười rồi hỏi, chỉ dựa vào mấy tên phế vật này thôi sao? Tên đàn ông đầu chọc sửng sốt, 50 người này đều là cao thủ của Long Môn, Tề Đẳng Nhàn lại dám nói họ là phế vật. Lên, giết tên kia cho tao. Từ Dương lạnh giọng nói, chỉ huy một tên thuộc hạ tiến lên phía trước. Tên thuộc hạ này không nói một lời. Một bước đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, giơ tay lên đấm một đấm vào mặt hắn. Tề Đẳng Nhàn đứng tại chỗ không động đậy, mọi người chỉ thấy cảnh trước mắt bị nhòe đi, người vừa ra tay đã nằm dưới chân hắn như một con chó đã chết. Thấy tình hình không ổn, có hai người đã cùng nhau ra tay từ hai phía. Chỉ có vậy, Tề Đẳng Nhàn hỏi, đây mà gọi là cao thủ sao? Chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn khẽ động, ra tay nhanh như chớp, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Hai người đàn ông cao lớn đã ngã xuống đất, không còn phát ra tiếng động nào. Hai người còn lại quyết định rất nhanh, đột nhiên vén áo vest lên, rút một khẩu súng lục ra, chĩa thẳng họng súng vào Tề Đẳng Nhàn. Sắc mặt Từ Dương có chút khó coi, không ngờ rằng ba người dưới trướng của anh ta lại bị Tề Đẳng Nhàn hạ gục dễ dàng như vậy, điều này khiến anh ta rất mất mặt. Hừ,
đánh nhau thì có tác dụng gì, có thể đánh lại súng không? Dám khiêu khích thiếu đà chủ thì chỉ có một con đường chết. Đúng vậy, kể cả có biết đánh thì cũng làm được cái gì, xã hội này chỉ quan tâm đến quyền lực. Mà so về quyền lực, hắn ta làm sao mà so được với thiếu đà chủ? Giỏi đánh nhau cũng chỉ là một tên võ sĩ mà thôi, khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển như thế, đánh đấm có giỏi thì có được uy lực như súng không? Những cô hot girl mạng đều lên tiếng, mấy lời này khiến cho sắc mặt Từ Dương trông khá hơn nhiều. Mặc dù vậy nhưng sắc mặt Từ Dương âm trầm, hai tên thuộc hạ của anh ta đã cầm súng ra trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Hai họng súng đều chĩa vào hai bên thái dương của hắn. Tiểu tử, miệng còn hôi sữa nhưng đánh nhau cũng rất giỏi. Nhưng mà, cho dù có đánh nhau giỏi đến mức nào đi chăng nữa thì cũng có đánh lại súng không? Từ Dương khoanh tay cười lạnh hỏi. Sắc mặt hai người Lý Vân Uyển và Trương Nhu ở đằng sau đều trắng bệch, không ngờ tên Từ Dương này lại vô pháp vô thiên đến thế, còn dám động đến súng. Trương Nhu không nhịn được kêu lên, Từ Dương, đất nước chúng ta có quy định rõ ràng không cho phép tư nhân sở hữu vũ khí, anh làm như vậy là tìm đường chết đó. Quy định không cho phép. Còn phải xem mấy quy định đó là dành cho ai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy người hạ đẳng như các người mang theo vũ khí mới là biết luật mà cố tình vi phạm. Những người như tôi mang theo vũ khí đó là tự vệ chính đáng. Sau khi nghe mấy lời này của Trương Nhu, Từ Dương liền cười nhạt, nói vài lời chế nhạo. Từ Dương nhìn Tề Đẳng Nhàn, nhàn nhạt nói, tao là thiếu đà chủ của Long Môn, tao muốn động vào mày. Vậy mày cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống mà chịu đòn. Dám phản kháng vậy chính là mày không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Bây giờ tao đang cầm súng trên tay, cho dù có giết chết mày, cũng chỉ là chuyện phải đền bù mấy vạn tệ mà thôi. Mày cảm thấy anh có bao nhiêu tài sản mà dám ngạo mạn trước mặt tao? Những người nổi tiếng trên mạng đều nhìn Từ Dương vô cùng ngưỡng mộ, chỉ cảm thấy Từ Dương lúc này rất khí phách, hoàn toàn thỏa mãn hình tượng một tổng tài bá đạo trong tâm trí họ. Thiếu đà chủ uy phong quá đi, tối nay tôi nhất định sẽ ủng hộ thiếu đà chủ hết mình. Người nào dám đắc tội thiếu đà chủ thì chỉ có một con đường chết. Trong thành phố Trung Hải này, thậm chí là cả tỉnh Đông Hải này có ai mà không biết đến duy danh của thiếu đà chủ chứ? Tên ngốc này chết cũng không đáng tiếc, giết hắn cũng chỉ làm phí đạn, hừ. Tề Đẳng Nhàn bị hai họng súng chĩa vào hai bên thái dương vậy mà lại không chống cự, chỉ nhe răng cười tâu toét. Nói, ồ, có cả súng sao, khá quá. Hắn đột nhiên nhớ ra, ngày đó Ngọc Tiểu Long cũng bị vài họng súng chĩa vào trong khoang hạng nhất trên máy bay, sau đó còn nói một câu rất thú vị. Hôm nay hắn đã quyết định nói lại lời này từ đầu tới cuối cho Từ Dương biết. Quỳ xuống, tự vả vào miệng của mình, nếu không táo sẽ đánh chết mày. Từ Dương lạnh giọng quát, ánh mắt tràn đầy sát khí, không giống dáng vẻ đang đùa cợt. Lý Vân Uyển cũng không khỏi lo lắng cho Tề Đẳng Nhàn, cô ta biết Tề Đẳng Nhàn rất có bản lĩnh, thực lực, nhưng dù sao thì đối phương cũng có súng. Tề Đẳng Nhàn có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa thì cơ thể cũng bằng xương bằng thịt, một phát đạn cũng sẽ khó đỡ được. Tề Đẳng Nhàn xua tay, nói, đợi đã, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Từ Dương nói, mày sẽ không chuẩn bị lặp lại mấy lời vô ích như Trương Nhu với tao chứ? Không, không, không. Tôi chỉ muốn nói với anh có biết không, trong giới võ thuật của Hoa Quốc chúng tôi có một câu nói. Tề Đẳng Nhàn cười sán lạn, cả hàm răng ngay ngắn đều lộ ra. Hả, Từ Dương cau mày. Tề Đẳng Nhàn nói, chỉ xích chi gian, nhân tận địch quốc. Ý chỉ trong khoảng cách gần như gang tấc, một người cũng có thể diệt được một quốc gia. Trong lòng Từ Dương đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, liền quát lên, đánh chết hắn. Tề Đẳng Nhàn sau khi nói xong, thân thể hắn khẽ động, hai tay nhanh tới mức không thấy dư ảnh. Hai người đàn ông vạm vỡ đang cầm súng còn chưa kịp phản ứng, cổ tay của hai người đã bị nắm chặt. Cảm giác đau đến thấu xương truyền đến, khiến bọn họ không ngừng hét lên những tiếng kêu thảm thiết, ngón tay buông lỏng, không cầm nổi khẩu súng trong tay nữa. Sau đó Tề Đẳng Nhàn kéo cổ tay hai người đó như đang xoay cối xay gió, khiến cơ thể hai người họ bay loạn xung quanh. Bịch, bịch. Thanh nặng nề vang lên, hai người đàn ông cao lớn bay ra ngoài, đập vào tường, sống chết không rõ. Mà súng trong tay hai người họ cũng rơi vào trong tay Tề Đẳng Nhàn. Mấy cô hot girl mạng mà Từ Dương đưa đến đều sững sờ như con gà con, dường như không thể nào tin nổi vào mắt mình.
Sắc mặt Từ Dương cũng trắng bệch, không thể tin được, ban nãy Tề Đẳng Nhàn bị hai họng súng chĩa vào lại có thể lật ngược tình thế. Đứng im, tôi không giỏi thiện xạ, không dám đảm bảo bắn trúng chân anh, biết đâu lại bắn trúng vào đầu anh đấy. Tề Đẳng Nhàn miệng cười nhưng trong không cười, giơ súng lên nhắm thẳng vào Từ Dương. Từ Dương không dám cử động, đứng tại chỗ như bị đinh đóng vào hai chân, cơ thể khẽ run. Không ai có thể bình tĩnh được khi bị họng súng chĩa thẳng vào người. Từ Dương cắn răng nói, mày có biết là mình đang làm gì không? Mày có biết mình đang đắc tội với ai không? Mày có biết mình làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì không? Tề Đẳng Nhàn nghe xong, vẻ mặt không vui, cau mày nói, tôi không muốn nhiều lời với những tên không nghe hiểu tiếng người như anh. Thằng khốn, mau bỏ súng xuống, mày dám chĩa súng vào thiếu đà chủ, không muốn sống rồi đúng không? Mày có biết là mình đang làm gì không? Mày dám động đến một sợi lông của thiếu đà chủ, cả nhà mày sẽ phải chết vì sự ngu xuẩn của mày. Tên chó má này mau bỏ súng xuống, quỳ xuống xin lỗi cho đàng hoàng. Mấy cô hot girl mạng đều hét ầm lên, hết người này đến người khác bảo vệ thiếu đà chủ. Tề Đẳng Nhàn cười cười đổi súng sang tay kia, nói, mấy người có thể im lặng một chút được không? Nếu thật sự sốt ruột như vậy, thì mau bước lên đây chịu thay cho anh ta. Mấy cô hot girl mạng đó bị dọa sợ đến mức toàn thân run rẩy, liên tục lùi ra sau, trốn sang một bên. Quỳ xuống, Tề Đẳng Nhàn đi đến trước mặt Từ Dương, chọc họng súng vào trán anh ta, nhàn nhạt nói. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Trương Nhu gần như là ngừng đập. Tên này không hề là người khiến anh rể cô ta kính sợ như kính sợ một vị thần. Quỳ xuống. Cả đời này của Từ Dương chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phải quỳ gối trước mặt người khác. Từ trước tới nay đều là người khác quỳ xuống trước mặt anh ta. Bắt Từ Dương tao quỳ xuống. Đùa gì vậy, não mày thật sự bị uống nước rồi sao? Đừng tưởng rằng trong tay mày có súng thì tao sẽ sợ, có bản lĩnh thì nổ súng bắn chết tao, xem mày sẽ có kết cục ra sao. Từ Dương tràn đầy kiêu ngạo, cười nhạt nói, muốn tao quỳ xuống, được thôi, nhưng phải với một điều kiện là ngay tại chỗ này mày biến thành tổ tiên của tao. Từ Dương cứng rắn như vậy hiển nhiên lại nhận được sự ngưỡng mộ của mấy cô hot girl trên mạng đó, bọn họ cảm thấy anh ta rất mạnh mẽ, cũng rất có khí chất của một nhân vật lớn. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn dần lạnh đi, đằng đằng sát khí. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Từ Dương không khỏi ớn lạnh, trầm giọng nói, mày có dám để tao đi gọi người tới không? Không phải mày rất thích đánh nhau sao? Sau khi nghe thấy lời này Tề Đẳng Nhàn không nhịn được bật cười. Sao? Không dám à, Từ Dương khiêu khích nhìn Tề Đẳng Nhàn. Anh không cần dùng chiêu khích tướng ở đây, chẳng có tác dụng gì với tôi. Nhưng mà, nếu như anh đã tự tin như vậy thì tôi sẽ cho anh thêm cơ hội. Anh cứ việc gọi điện hết cho những người mà anh có thể gọi đến đi. Xem, hôm nay bọn họ có thể giết chết tôi không? Nếu như bọn họ làm không tốt, vậy thì hôm nay tôi nhất định sẽ giúp anh về với tổ tiên. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh hạ súng xuống. Sau đó đi đến bên cạnh Trương Nhu và Lý Vân Uyển, tiện tay ném khẩu súng lên bàn. Từ Dương không nói gì thêm, liền lấy điện thoại ra gọi người tới. Thiếu đà chủ, gọi tất cả các cao thủ của Long Môn tới, giết chết hắn ta. Tên này quá kiêu căng, thiếu đà chủ, anh nhất định phải xử lý hắn thật mạnh tay mới được đó. Mấy cô hot girl mạng đó đều nhao nhao reo hò, hy vọng có thể thể hiện lòng trung thành của mình ra trước mặt Từ Dương. Đôi môi Trương Nhu run rẩy, nhìn Tề Đẳng Nhàn, hỏi, anh cứ như vậy để cho tên kia gọi điện kêu người tới, có phải là quá khinh thường anh ta rồi không? Tề Đẳng Nhàn nhún vai, hỏi ngược lại, có gì là khinh thường chứ? Cô cảm thấy anh ta có thể giết chết tôi được sao? Trương Nhu mím môi không nói gì nữa, chỉ là cảm thấy Tề Đẳng Nhàn làm như vậy đích thực là có chút tùy hứng, rõ ràng là có thể nhân cơ hội này áp chế Từ Dương sau đó rời đi. Vậy mà lại cứ một mực cho anh ta cơ hội đi gọi người tới. Lý Vân Uyển cũng có chút lo sợ, Từ Dương là thiếu đà chủ của tỉnh Đông Hải, nói là quyền khuynh một phương cũng không ngoa, vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại chuẩn bị thả hổ về rừng. Sau khi điện thoại được kết nối, Từ Dương báo địa chỉ, kêu người nhanh chóng tới. Tên chết dẫm, mày giỏi đánh nhau đến thế vậy thì để tao gọi người tới chơi cùng mày. Từ Dương hừ lạnh nói. Kiên nhẫn của tôi có hạn. Hơn nữa còn có chút đói bụng. Cho nên tốt nhất là anh gọi thêm mấy người nữa tới. Tề Đẳng Nhàn liếc Từ Dương một cái, hờ hững nói. Từ Dương cười nhạt nói, tốt nhất là mày hãy chuẩn bị tốt hậu sự trước đi,
e rằng lát nữa mày không có đủ thời gian đâu. Tề Đẳng Nhàn không dài dòng với Từ Dương nữa, tiện tay cầm miếng bánh ngọt trên bàn ăn vài miếng. Sau đó, hắn quay đầu lại nói với Lý Vân Huyền, cô có đói không? Hay là chúng ta ăn gì đó trước sau đó mới đi xử lý tên ngốc này? Lý Vân Huyền giờ khóc giờ cười lắc đầu, giờ bị dọa sợ cho chết khiếp còn đâu ra tâm tình để mà ăn chút gì đó. Không lâu sau, người mà Từ Dương gọi đã đến. Thiếu đà chủ, Trần Vĩnh Niên vừa bước vào đã cúi đầu 90 độ chào Từ Dương, thái độ vô cùng kính cẩn. Từ Dương khẽ gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm. Trương Nhu thấy người tới là Trần Vĩnh Niên sắc mặt thay đổi, cô ta bước nhanh về phía trước, cả kinh nói, Trần Vĩnh Niên, anh muốn gì đây? Phản bội anh rể tôi, rồi giờ muốn đầu quân cho Từ Dương. Trần Vĩnh Niên khinh thường nhìn Trương Nhu, nói chim khôn chọn cành mà đậu. Thiếu đà chủ quyền thế kinh người, còn là người chiêu hiền đãi sĩ, tại sao tôi lại không được nương nhờ cậu ấy? Diệp Phong đã dạy tôi một chút bản lĩnh, nhưng dù sao thì cũng chỉ có một chút đó mà thôi. Tôi có được như hôm nay tất cả đều là dựa vào nỗ lực của chính mình, anh ta là cái thá gì chứ? Trương Nhu vừa kinh ngạc vừa tức giận, quát to, Trần Vĩnh Niên, cái loại ăn cây táo rào cây sung. Anh rể tôi hết lòng dạy bảo anh, coi anh là học trò duy nhất, anh lại phản bội anh ấy như vậy. Diệp Phong nào biết tốt xấu, lại đắc tội với phó đà chủ, sao tôi có thể theo anh ta làm việc được? Trần Vĩnh Niên hờ hững nói. Đà chủ Từ Siêu, thiếu đà chủ Từ Dương mới là chính phái của Đông Hải Long Môn chúng tôi. Tôi lựa chọn đứng về phía thiếu đà chủ, có gì không ổn không? Trương Nhu bị mấy lời nói này của Trần Vĩnh Niên làm cho tức run lên, mà không còn nói được lời nào nữa. Trần Vĩnh Niên là học trò của Diệp Phong, tất cả bản lĩnh đều do Diệp Phong dạy dỗ, nhưng anh ta bây giờ lại có thể phản bội Diệp Phong, đầu quân cho Từ Dương. Từ Dương cũng khẽ mỉm cười, nói, Diệp Phong dù gì cũng chỉ là một tên khách khanh mà thôi, nói trắng ra cũng chỉ là một con chó của Long Môn chúng tôi. Trần Vĩnh Niên lựa chọn nương nhờ tôi, làm việc cho tôi, đó là sự lựa chọn vô cùng thông minh và sáng suốt. Khách khanh ý chỉ Diệp Phong không phải người của Long Môn nhưng trong chức vụ trong Long Môn khá cao. Trần Vĩnh Niên cũng bật cười, lắc lắc đầu, cảm thấy Trương Nhu quá ngây thơ. Được rồi, không tán gẫu nữa. Trần Vĩnh Niên, năng lực của cậu khá có tiếng tăm trong Long Môn chúng ta, hôm nay tôi đã sắp xếp một đối thủ cho cậu có thể thử sức. Cậu phải khiến cho hắn ta nằm xuống, sau đó đánh gãy hai tay hai chân của hắn. Tôi muốn cho hắn biết, đắc tội với Từ Dương tôi sẽ có kết cục ra sao. Từ Dương xua xua tay, không muốn tiếp tục bị vướng vào vấn đề này nữa, duỗi tay ra chỉ về phía Tề Đẳng Nhàn. Trần Vĩnh Niên vừa nghe liền thấy phấn khích, nhe răng ra cười, nói, được, đúng lúc mấy ngày nay không được đánh nhau, vậy thì tôi sẽ giúp thiếu đà chủ xử lý tên điên này. Tề Đẳng Nhàn ăn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng, chép miệng rồi dùng khăn giấy lau vụng bánh. Trần Vĩnh Niên chỉ cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt, nhưng vẫn bước lên phía trước, nhàn nhạt hỏi, mày tự mình đánh gãy tay chân hay là để tao giúp mày? Không ngờ rằng Tiểu Diệp Tử lại có thể bồi dưỡng ra một tên phản bội thế này. Tề Đẳng Nhàn không khỏi thở dài. Trương Nhu không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở, anh Tề này. Tên Trần Vĩnh Niên này là do anh rể tôi bồi dưỡng ra, được anh rể tôi đích thân dạy dỗ, rất giỏi đánh trưởng bát quái, dù sao thì anh cũng không nên khinh thường hắn quá. Trần Vĩnh Niên lạnh lùng nói, mày là thứ gì mà có đủ tư cách để đánh giá tao? Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới quay người lại, cười nói, tôi sao, tôi cũng chỉ là người giúp tên Diệp Phong đó dọn dẹp nhà cửa mà thôi. Lần trước không để cậu bị thương quá nặng, lần này nhất định sẽ để cậu tàn tật nhé. Trần Vĩnh Niên nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, cơ thể anh ta lập tức run lên, run rẩy không ngừng. Sao lại là anh? Trần Vĩnh Niên sợ hãi hét lên, gương mặt tràn đầy kinh hoàng. Lần trước anh ta bị Tề Đẳng Nhàn đánh bại, còn thua rất tâm phục khẩu phục. Trưởng bát quái của Tề Đẳng Nhàn vừa mạnh mẽ, vừa ác liệt, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho anh ta, thậm chí còn trở thành cơn ác mộng của anh ta trong một thời gian. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, cậu tự mình đánh gãy tay chân cậu, hay là để tôi giúp đây? Cơ thể Trần Vĩnh Niên run rẩy không ngừng, gương mặt anh ta tràn đầy sợ hãi. Từ Dương, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Nhưng anh lại gọi tên phế vật như thế này đến. Tề Đẳng Nhàn nghiêng đầu nhìn Từ Dương, nhàn nhạt hỏi. Trần Vĩnh Niên, Từ Dương cũng sửng sốt, sắc mặt âm trầm, giận dữ hét lên. Trần Vĩnh Niên xấu hổ,
run rẩy nói, thiếu đà chủ, tôi đã từng đánh nhau với hắn ta, hiện tại tôi chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Từ Dương nghe thấy vậy, hừ lạnh nói, phế vật. Trương Nhu vô cùng kinh ngạc, Tề Đẳng Nhàn và Trần Vĩnh Niên đã từng đánh nhau rồi. Và lại, nhìn bộ dạng này, dường như Trần Vĩnh Niên còn thua rất thảm. Trần Vĩnh Niên vô cùng ngượng ngùng, anh ta nương nhờ Từ Dương, vốn muốn nhân cơ hội lần này lập công, nhưng ai ngờ, anh ta lại gặp phải Tề Đẳng Nhàn, người lần trước treo anh ta lên đánh một trận. Hai chữ phế vật khiến Trần Vĩnh Niên mặt đỏ tía tai, không nói được lời nào, chỉ có thể khúm núm lùi sang bên cạnh. Để tao gọi thêm một cuộc nữa, mày chờ đó cho tao. Từ Dương nghiến răng nghiến lợi nói, cầm lấy điện thoại gọi đến một số khác. Tề Đằng Nhàn híp mắt, nói, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tốt nhất anh gọi hết người của anh đến đây nhân lúc tôi chưa đói. Từ Dương cười lạnh nói, ông bảo đảm dẫm chết mày. Mày vội vàng muốn chết thế à? Thiếu đà chủ nói rồi, chắc chắn sẽ giết chết mày, mày cứ yên tâm chờ là được. Đúng vậy, cho mày chút mặt mũi, mày lại tưởng tí võ lực đấy của mày lợi hại lắm. Chẳng qua chỉ là một người thô lỗ. Hừ, lần này thiếu đà chủ chắn chắn sẽ gọi người lợi hại đến, một chân là có thể dẫm chết đồ bỏ đi như mày. Đám người hiện tượng mạng Từ Dương dẫn theo trở nên nhao nhao ầm ĩ, người nào người nấy đều hết sức kiêu ngạo. Triệu Tổng, tôi đang gặp chút rắc rối, anh đưa người đến đây một chuyến. Từ Dương lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Từ Dương trực tiếp ngắt điện thoại. Nghe Từ Dương nói chuyện, Lý Vân Uyển thầm nghĩ, Triệu Tổng. Chẳng lẽ là Triệu Hắc Long? Nếu như thật sự là Triệu Hắc Long, vậy thì thú vị rồi. Lý Vân Uyển từng tận mắt nhìn thấy Triệu Hắc Long khúm na khúm núm trước mặt Tề Đẳng Nhàn, nếu Từ Dương gọi Triệu Hắc Long đến, e là cũng chẳng có tác dụng gì. Với tư cách là thiếu đà chủ phân đà Long Môn tỉnh Đông Hải, Từ Dương đương nhiên có lai lịch không nhỏ, nhưng anh ta không muốn dùng thế lực của Long Môn để đối phó Tề Đẳng Nhàn. Tình hình của phân đà Long Môn hiện tại rất phức tạp, hơn nữa nguyên nhân dẫn đến sự việc lần này là cô em vợ của Diệp Phong, Trương Nhu. Diệp Phong chính là môn khách Long Môn đặc biệt mời đến, có quan hệ rất thân thiết với phó đà chủ, nếu làm ầm ĩ quá mức sẽ rất mất mặt. Trương Nhu, bây giờ cô ngoan ngoãn bỏ đến đây như một con chó vẫn còn kịp, tôi có thể cân nhắc đến việc thương hại cô một chút. Từ Dương nhét điện thoại vào túi, mỉm cười nhìn Trương Nhu nói. Sắc mặt của Trương Nhu rất khó coi, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, Từ Dương, anh rể của tôi sẽ không tha cho anh. Từ Dương cười khẩy một tiếng, nói, xem ra cô cũng là cái thứ không có mắt nhìn, cho cô mặt mũi cô còn không muốn. Người phụ nữ tên Trương Nhu kia, cô đừng có không biết điều, thiếu đà chủ nhìn chúng cô, đồng ý cho cô hầu hạ anh ấy, là vinh hạnh của cô. Đúng vậy, chúng ta ngay cả cơ hội hầu hạ thiếu đà chủ còn không có. Ngươi cũng đừng coi thường phúc khí của ngươi. Còn không mau quỳ xuống nhận tội với thiếu đà chủ sao? Sau đó cảm ơn thiếu đà chủ đồng ý chiếu cố thứ ti tiện như cô. Đám người nổi tiếng đó cùng bắt đầu nhao nhao phụ họa, ai cũng mở miệng nói Trương Nhu đừng có không biết điều. Trương Nhu nghe liền bực cả mình, rõ ràng là Từ Dương muốn bắt nạt cô ta, giờ lại biến thành vinh hạnh của cô ta. Đây CMN là cái logic quái quỷ gì vậy? Thiếu đà chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nam từ ngoài cửa truyền đến, một người đàn ông bước vào, theo sau là một đội đặc công đang mặc đồng phục. Từ Dương bất đắc dĩ cười cười, nói tôi gặp phải một con chó hoang vô cùng hung dữ, anh ta đánh tất cả cấp dưới của tôi bị thương, còn nói cho tôi cơ hội gọi người tới xử lý anh ta. Nếu tôi không thể xử lý anh ta sẽ khiến tôi chết ở đây. Ha ha, quả thật đã dọa sợ tôi. Người đàn ông không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Cười lạnh nói, thằng ngu nào không biết điều như vậy. Đến cả thiếu đà chủ cũng dám đắc tội, mắt mù rồi sao? Hóa ra là Triệu Tổng, nghe nói, Triệu Tổng mở một công ty bất động sản, hơn nữa bản thân cũng có chỗ dựa rất lớn. Đừng nghe nói nữa, tôi nói cho anh biết, bố của Triệu Tổng chính là Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Trung Hải, Cục trưởng Triệu Thiên Lộc. Cái gì, lai lịch của Triệu Tổng lớn như vậy, khó trách có thể đem theo một đội đặc công. Mặc dù tên này đánh nhau rất lợi hại, nhưng hắn dám đánh đặc công của nhà nước sao? Nếu hắn dám ra tay, bọn họ có thể bắn chết hắn trong phút chốc. Đám người nổi tiếng nhìn thấy người đến là Triệu Cường, liền bắt đầu nhao nhao thảo luận, cảm thấy Từ Dương vô cùng cao tay, người nào cũng quen biết. Lý Vân Uyển nhìn thấy người đàn ông này, cô ta không thể nhịn được cười rộ lên,
đây không phải là Triệu Cường của Bất Động Sản Phong Hằng đến gây sự với Tư Bản Thiên lại lần trước sao? Ngược lại Trương Nhu không khỏi trở nên căng thẳng, dù sao thì người mà Từ Dương gọi đến là có chỗ dựa đặc biệt, hơn nữa cha anh ta cũng là cục trưởng cục cảnh sát nên rất khó đối phó. Xem ra anh ta không biết ai là người có tiếng nói lớn nhất ở thành phố Trung Hải này. Ở thành phố Trung Hải, thậm chí là cả tỉnh Đông Hải, ở trước mặt thiếu đà chủ, dù có là rồng cũng phải cuộn, hổ cũng phải nằm. Tôi nói rồi. Triệu Cường tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Từ Dương hài lòng với lời tâng bốc của Triệu Cường, gật đầu nói, vậy nhờ Triệu Tổng ra tay xử lý rồi. Triệu Cường lập tức cười khẩy, nói, thiếu đà chủ không cần lo lắng, hôm nay dù có là ông trời tới, tôi cũng phải giết. Ở Trung Hải, còn dám đắc tội thiếu đà chủ, giống như tự uống thuốc độc, chê mình sống quá dài. Đợi tôi dạy cho hắn một bài học, để hắn biết nên vẫy đuôi làm chó như thế nào. Lúc này Triệu Cường rất cao hứng, cộng thêm đội đặc công đi theo phía sau, mọi người đều cảm thấy lời hắn nói không xia một tí nào, đây chính là tự tin chân chính. Đây chính là nhân vật lớn. Mặc dù chúng tôi có thể kiếm được hơn mấy trăm nghìn nhân dân tệ trên mạng mỗi tháng, nhưng so sánh với những người như vậy, thì vẫn còn kém quá xa. Đúng vậy, mặc dù đại ca nhất bảng giàu có, nhưng cũng chỉ là một tên quê mùa, cổ hủ, làm sao có thể so với thiếu đà chủ với Triệu Tổng. Những người tặng quà cho chúng ta chẳng qua chỉ là một lũ chó la liếm mà thôi, ông đại lão thực sự phải là Triệu Tổng và thiếu đà chủ. Nhìn thấy uy phong của Triệu Cường, đám người nổi tiếng liền nhao nhao cảm khái. Để tôi xem, kẻ mất trí nào dám hung hăng ở trước mặt thiếu đà chủ phân đà Long Môn. Đứng ra đây cho tôi. Triệu Cường lớn tiếng quát. Tề Đẳng Nhàn tựa lưng vào ghế, đợi Triệu Cường biểu diễn xong mới chậm rãi đứng dậy tiến đến. Ô, đây không phải là Triệu Tổng sao? Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói. Hừ, anh ta cũng quen Triệu Tổng, nhưng muốn lôi kéo làm quen cũng vô dụng thôi, quan hệ của Triệu Tổng và thiếu đà chủ còn vững chắc hơn. Quen biết Triệu Tổng không giải quyết được vấn đề, Triệu Tổng đến để dẫm đạp hắn, cho dù quỳ xuống, cũng phải chết. Thứ chó chết này cũng có chút quan hệ đấy. Còn quen cả Triệu Tổng. Nhưng, vậy thì sao? Có thiếu đà chủ ở đây, cho dù là em trai ruột của Triệu Tổng, cũng sẽ bị Triệu Tổng giết chết. Triệu Cường không khỏi sững sờ khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt tiến tới, lạnh nhạt hỏi, sao vậy, Triệu Tổng không nhận ra tôi nữa à? Không cần mắt thì có thể mang đi hiến. Như vậy thì anh có chọc phải rắc rối, người ta cũng sẽ tha thứ cho anh vì anh có mắt không tròng. Đám người Từ Dương nghe Tề Đẳng Nhàn nói từ đầu đến cuối. Anh ta kinh ngạc nhìn Tề Đẳng Nhàn, tên này biết lai lịch của Triệu Cường, còn dám kiêu ngạo như vậy. Còn dám rêu rao trước mặt Triệu Cường. Anh ta có biết bố của Triệu Tổng chính là Triệu Thiên Lộc, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Trung Hải không? Tên này rõ ràng là đang tự tìm cái chết. Đám người nổi tiếng đều khịt mũi coi thường, lúc này mà còn làm màu. Không biết trời cao đất dày. Chỉ sợ một lát nữa chết thế nào cũng không biết. Thân thể Triệu Cường run lên kịch liệt, làm sao anh ta có thể không nhớ Tề Đẳng Nhàn. Lần trước chịu bao nhiêu thiệt thòi ở Tư Bản Thiên lại, anh ta nhớ vô cùng rõ ràng. Ngay cả cha anh ta, Triệu Thiên Lộc, ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn cũng cung cung kính kính, gọi hắn một tiếng Tề Thiếu. Sau khi trở về, anh ta cũng biết được từ chỗ cha mình rằng Tề Đẳng Nhàn có mối quan hệ rất thân thiết với nhà họ Hoàng, chỗ dựa không tầm thường. Trên mặt Triệu Cường lộ ra vẻ khó xử, chậm rãi nói, Tề Thiếu, thật trùng hợp. Từ Dương trầm giọng nói, Triệu Tổng quen anh ta. Nhưng tên này quá kiêu căng, ngạo mạn, thậm chí còn dám dí súng vào đầu tôi. Anh ta làm như vậy rõ ràng là phạm luật. Triệu Tổng, anh cứ để đội đặc công bắt giữ anh ta đi, tôi sẽ từ từ tính sổ với anh ta. Triệu Cường không dám đáp lại. Tề Đẳng Nhàn lại nói, anh ta nói đúng. Tôi vừa dí khẩu súng này lên trán anh ta, Triệu Tổng có ý kiến gì không? Nghe Tề Đẳng Nhàn nói, mọi người không khỏi cười khẩy một tiếng, cảm thấy người này không biết chừng mực, quả thực chính là chuốc họa vào thân. Tôi, không dám, thân thể Triệu Cường không khỏi run lên, nói. Trương Nhu nghe vậy hai mắt liền mở to như chuông đồng, cô ta không ngờ ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn, Triệu Cường lại nhát gan như vậy. Nếu Từ Dương không phải là thiếu đà chủ phân đà Long Môn, Triệu Cường đã bóp chết hắn, vậy mà lại gọi anh ta đến đối phó Tề Đẳng Nhàn, người mà ngay cả cha ruột của anh ta cũng không dám đắc tội.
Từ Dương và những người khác nghe Triệu Cường nói ra ba chữ này, ai nấy đều sốc ngay tại chỗ. Không dám, Từ Dương sửng sốt, Triệu Tổng, anh đùa gì vậy? Trên mặt Tề Đảng Nhàn có chút không vui, hắn làm cai ngục mấy năm nay, đều đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích bản thân, xử lý công việc đâu vào đấy. Nhưng hắn ra ngoài, mới phát hiện ra thế giới này hoàn toàn khác với những gì hắn biết. Bọn họ luôn dựa vào quyền lực hoặc xuất thân của mình để phô trương quyền lực, lộng hành ngang ngược, ức hiếp kẻ yếu nhưng lại sợ hãi kẻ mạnh. Ngoài ra, cuộc hẹn của anh với Lý Vân Uyển bị người khác gián đoạn khiến hắn càng không vui, vì vậy hắn quyết định dạy cho Triệu Cường một bài học cả đời khó quên. Chỉ vì cha anh là cục trưởng, là anh có thể đi khắp nơi diễu võ dương oai. Anh lại hại lắm nhỉ? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tề Thiếu nói đùa, tôi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Triệu Cường gượng cười nói. Tề Đẳng Nhàn giơ tay trực tiếp tát vào mặt Triệu Cường một cái, lạnh lùng nói, quỳ xuống rồi tiếp tục nói chuyện với tôi. Bộp! Trái tim Triệu Cường run lên, anh ta cảm thấy rất sợ hãi, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Mọi người nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn ra tay với Triệu Cường, còn định mắng hắn kiêu căng sắc sược, một số đặc công thậm chí đều đã chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay giây sau, Triệu Cường lại quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả đội đặc công cũng tràn đầy kinh ngạc. Triệu Cường biết rất rõ rằng anh ta có thể lăn lộn thoải mái như vậy ở Trung Hải là nhờ hậu thuẫn của cha anh ta. Nếu anh ta đắc tội Tề Đẳng Nhàn, khiến cha anh ta bị đuổi, thì anh ta sẽ không bao giờ có thể thoải mái như này nữa. Bộp! Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên trực tiếp tát Triệu Cường một cái, lạnh lùng nói quyền lực của bố anh, dùng để bảo vệ tài sản của nhân dân, bảo vệ an toàn thân thể, chứ không phải để cho con cháu đời thứ hai như cậu làm mưa làm gió, biết chưa? Triệu Cường gật đầu không ngừng, nói, biết. Bộp! Tề Đẳng Nhàn tát Triệu Cường cái thứ hai nữa, Tề Đẳng Nhàn lạnh giọng nói, anh thân là con trai của cục trưởng cục cảnh sát, càng nên công bằng tuân thủ pháp luật, đặt quyền lợi chung lên trước quyền lợi riêng, làm tấm gương tốt, hiểu chưa? Triệu Cường vội vàng gật đầu nói, hiểu. Khóe miệng Triệu Cường chảy máu, nhưng đến cả ý nghĩ phản kháng cũng không có, liên tục gật đầu nói, đã biết. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, tát Triệu Cường cái thứ ba, nói, thấy anh hợp tác như vậy, lần này tôi tha cho anh. Tuy nhiên, nếu còn có lần sau, để tôi nhìn anh ỷ vào quyền lực của cha anh diễu võ dương oai, lộng hành ngang ngược, thì đừng trách tôi không giữ thể diện cho cha anh. Triệu Cường vô cùng ủy khuất, nhưng vẫn không ngừng gật đầu, thậm chí còn nói, cảm ơn Tề Thiếu, cảm ơn Tề Thiếu, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của Tề Thiếu. Mặt mũi Triệu Cường coi như hôm nay đã mất sạch sẽ. Cảnh Tề Đẳng Nhàn tát Triệu Cường khiến tất cả những người có mặt tại đó đều choáng váng, như thể những cái tát đó không chỉ giáng vào mặt Triệu Cường mà còn giáng vào mặt họ. Mới nãy bọn họ còn ồn ào, giờ đã không nói nên lời. Triệu Cường chính là con trai của cục trưởng cục cảnh sát, lại quỳ xuống để Tề Đẳng Nhàn tát. Cảnh này, cứ như thể ông nội đang dạy dỗ cháu mình vậy. Cút đi, Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay với Triệu Cường, bình tĩnh nói. Triệu Cường đứng dậy, gật đầu chào rồi rời đi cùng đội đặc công. Trước khi đi, anh ta quay đầu lại cười gượng với Từ Dương, nói, Từ Thiếu, thực xin lỗi, Tề Thiếu không phải là người mà tôi có thể đắc tội, xin hãy gọi người khác. Nói dứt lời, anh ta ảo não rời đi. Lông mày của Từ Dương nhíu chặt lại, trong mắt thậm chí có vẻ mê mang, người này rốt cuộc có lai lịch gì, lại khiến cho Triệu Cường sợ hãi như vậy. Thiếu đà chủ, xem ra hai người mà anh mời tới đều không được. Người thì không có can đảm đối đầu trực diện với tôi, còn người kia thì bị tôi chửi như cháu. Anh có được không vậy? Nếu không được, thì ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi, tự cắt một tay, để lại tiền thuốc men, rồi cút khỏi nơi này. Tề Đẳng Nhàn quay sang nhìn Từ Dương, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại vô cùng đáng sợ, không còn ai dám nói linh tinh gì nữa. Từ Dương hít sâu một hơi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, được, anh lợi hại. Ngay cả Triệu Cường cũng không đối phó được anh đúng không? Vậy tôi xem, con trai tỉnh trưởng Dương có thể đối phó được anh hay không? Từ Dương cũng không ngờ rằng Triệu Cường lại sợ hãi như vậy trước mặt Tề Đẳng Nhàn, bị tát mấy cái cũng không dám chống cự, đã rời đi như vậy. Con trai nhà tỉnh trưởng Dương. Chậc, Thiếu đà chủ thật cao thâm khó lường, lại còn quen biết con trai của tỉnh trưởng. Mặc dù Triệu Tổng lai lịch rất lớn,
nhưng so với Dương Thiếu thì khác nhau một trời một vực. Lần này mới thật sự có kịch hay để xem, Thiếu Đà Chủ đã thực sự tức giận, muốn mời một đại Phật thật sự ra đối phó với anh ta. Đám người này lại một lần nữa xôn xao, tỉnh trưởng là người quản lý cả một khu vực, Từ Dương lại có thể gọi điện thoại mời con trai ông ấy tới. Tề Mặc giơ tay tát Từ Dương một cái thật mạnh lên mặt, lạnh lùng nói, còn không mau gọi người đi. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng hít khí. Điên rồi, tên này điên rồi. Rõ ràng biết Từ Dương định gọi điện cho con trai của tỉnh trưởng Dương, lại dám tát Từ Dương một cái, quả thật là không để ai ở trong mắt. Từ Dương nghiến răng nghiến lợi, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi. Nhưng lúc này, ngoài cửa phòng riêng đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Một nam một nữ này là hai người Diệp Phong và Trương Tĩnh. Diệp Phong nhanh chân vọt vào, sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng nói, Từ Dương, cậu làm gì em gái của tôi rồi? Trương Nhu nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng về phía Diệp Phong phất phất tay, nói, anh rể, em không sao, em ở chỗ này nè. Diệp Phong nhìn thấy Trương Nhu bình yên vô sự, mới hơi yên lòng, hắn vừa nhận được tin tức đã chạy tới ngay. Trương Tĩnh nhìn thấy Trương Nhu bình yên vô sự, bước nhanh tới ôm lấy cô, lòng vẫn còn sợ hãi nói, em không có việc gì là tốt rồi. Là Tề tiên sinh đã giúp em, Trương Nhu nhẹ nhàng nói. Từ Dương nhìn thấy Diệp Phong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói, Diệp tiên sinh đến thật là đúng lúc nha. Diệp Phong nhìn thẳng vào Từ Dương, âm thanh lạnh lùng nói, Từ Dương, cậu có chuyện gì thì trực tiếp nói với tôi, đừng có ra tay với người quen của tôi. Bọn họ nếu xảy ra chuyện gì bất chắc, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Khẩu khí thật là lớn, Từ Dương liên tục cười lạnh. Nhưng mà Diệp Phong đã xuất hiện ở đây rồi thì hắn cũng không cần tiếp tục nhắm vào Trương Nhu nữa, mà nhắm vào cũng không nổi nữa. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, nói với Từ Dương, anh có định gọi người đến hay không? Nếu vẫn không gọi người tới, tôi cũng không còn kiên nhẫn gì đâu. Từ Dương lấy lại tinh thần, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Từ Dương, chuyện ngày hôm nay nên dừng lại rồi đấy. Diệp Phong ánh mắt âm u lạnh lẽo, trầm giọng nói. Hắn quay đầu, hướng về phía Tề Đẳng Nhàn nói, nhị đương gia, nể mặt tôi, chuyện ngày hôm nay kết thúc ở đây đi, không cần tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nói, vậy tùy anh đi, dù sao người hắn bắt nạt cũng chẳng phải em gái tôi, anh thích làm thế nào thì làm thế đó đi. Từ Dương không có cam lòng, híp mắt trầm ngâm nửa ngày, sau đó hướng về phía Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, họ Tề kia, số của mày cũng may, mệnh khỏe đấy. Nếu không phải Diệp Phong tới đúng lúc, thì hôm nay mày đã chết trước mặt của tao rồi. Hy vọng lần sau, vận may của mày còn tốt như thế. Trên mặt Tề Đẳng Nhàn mang vẻ kỳ quái, cảm thấy người này trong não chắc chắn có hố. Từ Dương quay người chuẩn bị rời đi, người đi cùng hắn lúc tới là Trần Vĩnh Niên lúng túng chuẩn bị rời đi. Chờ đã, hắn không được phép rời đi. Tề Đẳng Nhàn lại đưa tay chỉ Trần Vĩnh Niên, lạnh nhạt nói. Trần Vĩnh Niên cứng đờ cả người, nhìn về phía Từ Dương, nói, Thiếu Đà Chủ. Từ Dương lạnh lùng nói, dưới trướng của tao, không nuôi phế vật, mày tùy ý đi. Sau khi nói xong lời này, Từ Dương vung tay lên, mang theo thủ hạ của mình, cùng với một đám hot girl mạng rời khỏi đây. Con người tôi, ghét nhất là người bội bạc, đặc biệt là sau khi phản bội còn muốn cắn ngược lại một cái. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, miệng chậc chậc nói chuyện. Diệp Phong nhìn về phía Trần Vĩnh Niên ánh mắt không khỏi lạnh đến mức chút đáng sợ, đối phương là người mà hắn một tay dạy dỗ, là môn sinh đắc ý, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt này lại phản bội hắn, thậm chí còn nhắm vào người của hắn. Chim khôn chọn cây mà đậu, lựa chọn của tôi không sai. Bản lĩnh này là tự tôi học được, không tính là phản bội. Trần Vĩnh Niên nhắm mắt hét lớn. Đồ đệ của anh, tự anh xử lý đi, tốt nhất là phế hắn luôn. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Diệp Phong gật đầu một cái, đi về phía Trần Vĩnh Niên. Đương nhiên Trần Vĩnh Niên không có khả năng bó tay chịu trói, ngay lập tức phản kháng tại chỗ. Nhưng mà bản lĩnh cả người hắn là do Diệp Phong truyền thụ cho, làm sao có thể đấu lại Diệp Phong. Răng rắc, cánh tay với cẳng chân của Trần Vĩnh Niên bị Diệp Phong bóp vỡ từng khúc, sau đó là đầu gối chịu hai cước, cả người lập tức giống như bùn nhão mà ngã xuống nằm tê liệt trên mặt đất. Đồ tiểu nhân phản bội. Người người đều có thể tiêu diệt. Hôm nay, tao phế võ công của mày, về sau giữa mày và tao không còn quan hệ gì nữa.
Diệp Phong lạnh giọng nói. Hắn ra tay rất nặng, xương cốt của Trần Vĩnh Niên coi như ăn đủ, một thân võ công phu cũng đã bị đánh cho giảm mất bảy tám phần, về sau chắc chỉ có thể làm một phế nhân. Nhị đương gia, chuyện lần này cảm ơn cậu nhiều, nếu không có cậu thì chỉ sợ Trương Nhu đã thực sự bị Từ Dương bắt nạt. Sau khi Diệp Phong xử lý xong tên phản đồ Trần Vĩnh Niên, quay về phía Tề Đẳng Nhàn liên tục nói cảm ơn. Tề Đẳng Nhàn nói, anh không phải được Long Môn đặc biệt mời về làm khách khanh sao? Từ Dương là Long Môn thiếu đà chủ, sao quan hệ của hai người lại kém như vậy? Khách khanh, là những người đã có thành tựu rồi mới gia nhập môn phái. Thường là được mời về. Diệp Phong lắc đầu, nói, Long Môn cũng phân chia thành đà chủ và phó đà chủ, tôi với phó đà chủ quan hệ tốt hơn. Hơn nữa giữa hai người đà chủ và phó đà chủ có tranh đấu vô cùng kịch liệt, cho nên Từ Dương sẽ không nhìn thuận mắt tôi. Long Môn mặc dù là tổ chức khổng lồ, nhưng nội bộ cũng không bền chắc như thép, quyền lực là thứ mà người ta mê mệt, mỗi người đều muốn có được nó, nắm giữ nó. Tề tiên sinh, lần này thật sự vô cùng cảm ơn cậu, sau này có rảnh thì tới quán ba uống rượu đi, tôi sẽ chiêu đãi cậu thật tốt. Trương Nhu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn nói, thái độ vô cùng khách khí. Thông qua sự việc ngày hôm nay, cô cũng coi như là hiểu lý do vì sao mà Diệp Phong lại tôn trọng Tề Đẳng Nhàn như vậy rồi. Nếu đã trùng hợp như này thì cùng ăn một bữa cơm cũng tốt, không cần chờ lần sau cô mời tôi uống rượu. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Lý Vân Uyển cũng khá hài lòng, sau khi ăn cơm xong, sẽ có thời gian ở chung. Đồ ăn vừa mới được bưng lên, Tề Đẳng Nhàn đã nhận được cuộc gọi của Kiều Thu Mộng. Có việc gì à? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Ngày mai tôi có người bạn thân từ nước Mỹ trở về, tôi muốn bàn chuyện làm ăn cùng Tư Bản Thiên lại, chắc sẽ không rảnh để nhận điện thoại. Anh dành chút thời gian tới đón cô ấy giúp tôi, Kiều Thu Mộng nói. Mặc dù bây giờ Tề Đẳng Nhàn thân kiêm mấy chức, nhưng vẫn là người rảnh rỗi suốt ngày chơi bời lêu lồng, đồng ý nói, được. Cô ấy là Dương Quan Quan, có quan hệ rất tốt với tôi và Vân Uyển, lại nhận lời tới Tư Bản Thiên lại làm thư ký, anh không nên đắc tội cô ấy. Kiều Thu Mộng nhắc nhở. Hướng Đông Tinh vì muốn làm nên tên tuổi của Thiên lại mà tốn không ít tâm tư, lần này thông báo tuyển dụng thư ký với bên ngoài đã báo giá trên trời cùng với điều kiện không gì sánh được. Mục đích cô ta làm như vậy vẫn là muốn tuyên dương cái vị tổng giám đốc không tồn tại kia, để tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Từ Thị càng thêm kiêng kỵ. Đến làm thư ký cho tôi, Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người, cũng không nhiều lời, đáp ứng hết các yêu cầu của Kiều Thu Mộng. Sau khi cúp điện thoại, Lý Vân Uyển mới hiếu kỳ hỏi, chuyện gì thế? Tề Đẳng Nhàn nói với cô ta chuyện đó, cô sửng sốt sau đó hồi lâu mới nói, Dương Quan Quan. Là cô ấy hả, cô ấy xuất ngoại du học làm việc cũng được mấy năm rồi, bình thường cũng có liên hệ chút, nhưng mà cũng đã rất lâu chưa thấy mặt rồi. Dương Quan Quan là người Thượng Hải, nhưng quan hệ trong nhà của cậu ấy có vẻ chẳng ra sao cả, cho nên mới xuất ngoại. À, là một người đẹp đó, anh không được động lòng nhung nhớ đâu đó. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi thì có thể có ý đồ xấu gì chứ? Cùng lắm là nhìn chân một chút, nhìn ngực này kia thôi. Lý Vân Uyển sửng sốt, bị hắn nói đến mức không còn gì để nói, nhưng mà cũng bởi vì câu nói này mà cô không khỏi nghĩ tới cái kia của Dương Quan Quan ở thời học sinh đã phát triển vượt trội so với bạn đồng trang lứa. Sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Phong cùng với hai chị em Trương Tĩnh, Trương Nhu chào tạm biệt, Trương Nhu và Tề Đẳng Nhàn trao đổi phương thức liên lạc, đồng thời hoan nghênh hắn có thể đến quán ba làm khách bất kỳ lúc nào. Hôm nay uống đến mức chưa? Sau khi bọn họ rời đi, Tề Đẳng Nhàn hỏi Lý Vân Uyển. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Lý Vân Uyển một mặt không hiểu nhìn hắn. Tề Đẳng Nhàn nói, trước đây cô có nói qua, muốn biết hôm nay có uống đến cùng được không? Lý Vân Uyển không nhịn được cười ra tiếng, nói, còn chưa tới đâu, trừ khi anh dẫn tôi đến nhà anh uống thêm một chút. Vậy còn chờ gì nữa? Tề Đẳng Nhàn lập tức nói, kéo tay Lý Vân Uyển đi luôn, biểu tình giống như có chút gấp gáp. Lý Vân Uyển trong lòng tim đập thình thịch, người này gấp gáp như vậy sao, tối nay không phải sẽ xảy ra chút chuyện chứ? Quyến rũ chồng của bản thân mình, loại chuyện này ở trên tiểu thuyết và phim truyền hình đã gặp qua. Trong đời thường làm chuyện này, kích thích vậy sao? Lý Vân Uyển suy nghĩ lung tung trong lòng một đợt, sau khi chủ động tính tiền cùng Tề Đẳng Nhàn rời khỏi quán cơm. Nói là chuẩn bị đến Vân Đỉnh Thiên Cung uống rượu. Nhưng liệu có mượn danh uống rượu để thực sự xảy ra chuyện gì hay không còn chưa biết được.
Vừa đi ra khỏi cửa quán cơm không bao lâu, một chiếc xe Mercedes-Benz phóng đến từ chỗ ngã ba, sau khi vào bãi đỗ xe cũng không giảm tốc độ, mạnh mẽ lao vụt đến. Trong đầu Tề Đẳng Nhàn đang nghĩ ngợi mấy chuyện lung ta lung tung, chờ đến khi phản ứng lại, Mercedes-Benz đã tới gần rồi. Lý Vân Uyển nhìn thấy xe hơi lao nhanh đến, đầu óc đều trở nên ngây ngốc, trống rỗng. Trong nháy mắt nguy hiểm lại gần, Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng ngược hết lên, trên đầu nổi một tầng da gà, lập tức tỉnh táo, một tay kéo Lý Vân Uyển, chân dung bát quái bộ tránh sang một bên. Mercedes-Benz lướt qua sát gần hai người, thậm chí luồng gió tạo ra lúc đi ca còn thổi bay góc áo của bọn họ. Không có việc gì chứ? Tề Đẳng Nhàn ôm lấy vòng eo thon thả của Lý Vân Uyển, đen mặt hỏi. Không, không có việc gì. Vừa nãy quá nguy hiểm rồi, cũng may anh phản ứng nhanh, nếu không, Lý Vân Uyển vẫn còn cảm giác sợ hãi trong lòng, sắc mặt tái nhợt, những suy nghĩ kiều diễm và ái muội trong đầu lập tức biến mất không thấy. Chiếc xe này tới quá không đúng lúc, hơn nữa cũng quá nguy hiểm. Thậm chí, sau khi chiếc xe này nhìn thấy có người cũng không giảm chút tốc độ nào, cứ như vậy mà phóng đến đây. Nơi này cũng không phải đường lớn, mà là bãi đỗ xe của quán cơm. Sau khi chiếc xe kia lướt qua hai, lúc này mới dừng lại, trên xe có một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang dày da đẩy cửa bước xuống, hắn khinh miệt mà quét hai người liếc mắt một cái, nói, lần sau chú ý một chút. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe được lời này liền tức đến nổ mũi, vừa rồi hắn và Lý Vân Uyển suýt nữa trực tiếp bị chiếc Mercedes-Benz này đụng phải, sau khi người này xuống xe một câu xin lỗi cũng không có, còn bảo bọn họ chú ý một chút. Trên ghế sau của chiếc xe có hai mỹ nữ đi xuống theo, nhìn có hơi quen mặt, hình như đã từng diễn phim điện ảnh hoặc truyền hình nào đấy. Cậu Dương, người ở tỉnh Đông Hải các anh đều không có mắt như vậy sao? Thấy xe tới cũng không biết né tránh à? Một vị mỹ nữ mở miệng hỏi, giọng điệu vô cùng khó chịu. Đúng thế, tâm trạng rất tốt khi tới nơi này ăn cơm của chúng ta suýt chút nữa bị hai kẻ không có mắt này làm hỏng rồi. Một vị mỹ nữ khác cũng mở miệng nói. Sau khi Lý Vân Uyển ngẩn người một lúc liền giận sôi máu, cả giận nói, rõ ràng là các người lái xe suýt nữa đâm chết chúng tôi, bây giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu chúng tôi. Dương Văn Khải liếc hai người một cái, tiện tay móc từ trong túi ra một tờ chi phiếu, soạt 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 viết lên trên 6 chữ số, nói, được rồi, hôm nay tâm trạng tôi tốt, các người ăn vạ nhưng tôi cũng lười dây dưa với các người. 100.000 này cho các ngươi, tự mình đi mua chút gì ăn ngon uống ngon đi. Đừng tới phiền tôi nữa. Bây giờ tôi đang vội hộ tống hai vị mỹ nữ. Sau khi nói xong lời này, hắn trực tiếp ném chi phiếu xuống. Tờ chi phiếu kia rơi trên mặt đất, Dương Văn Khải cười cười, quay đầu nói với hai vị mỹ nữ, chúng ta đi vào thôi, đây chính là quán cơm nổi tiếng ở thành phố Trung Hải, lát nữa lại uống hai ly. Khi nói chuyện, trong miệng hắn phả ra mùi rượu. Anh có ý gì? Anh lái xe nhanh như vậy. Thiếu chút nữa là đụng vào người khác, một câu xin lỗi cũng không có. Ai hiếm là 100.000 tiền bẩn kia của anh. Còn nữa, trong miệng anh toàn là mùi rượu, rõ ràng là lái xe sau khi uống rượu, sao lại ngược lại thành chúng tôi không đúng rồi. Lý Vân Uyển cũng vô cùng tức giận, cảm thấy một ngày vui vẻ đã bị gã lái xe Mercedes-Benz này phá hỏng rồi, chống nạnh tức giận mắng. Hai mỹ nữ kia khinh thường nói, ăn vạ 100.000 còn chưa đủ. Đúng là lòng tham không đáy mà. Dương Văn Khải nhíu mày nói, 100.000 là được rồi, đừng không biết tốt xấu. 100.000 này anh cầm về đi, sau đó đứng yên ở chỗ này đừng nhúc nhích, tôi đâm chết anh. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm khom lưng nhặt tờ chi phiếu lên, nói với Dương Văn Khải. Sau khi Dương Văn Khải nghe được lời này thì vô cùng sửng sốt, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nói tiểu tạp chủng, cậu nói cái gì? Tề Đẳng Nhàn hỏi ngược lại, nghe không hiểu tiếng người à? Cậu Dương, người này thật kiêu ngạo, vậy mà lại dám nói chuyện với anh như vậy. Không ngờ ở tỉnh Đông Hải lại vẫn còn có người dám gây chuyện với cậu Dương như này. Dương Văn Khải bị Tề Đẳng Nhàn mắng ngay trước mặt hai minh tinh nhỏ mà bản thân dẫn đến, mất hết cả mặt mũi. Mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn cho rõ biển số xe của ông đây. Dương Văn Khải lạnh giọng nói. Tề Đẳng Nhàn nhìn qua. Thấy toàn là số 0, cuối cùng là một số 1. Người có thể sử dụng biển số xe loại này phần lớn đều có bối cảnh trong chính phủ, hơn nữa còn thuộc loại bối cảnh nhất định không nhỏ. Lý Vân Uyển không khỏi sửng sốt,
biển số xe này hình như chuyên dành cho các sếp ở tỉnh. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt lạnh nhạt, nói, dáng vẻ hình như rất lợi hại. Người này có phải là cái đồ quê mùa hay không, nhìn không hiểu biển số xe của cậu Dương à? Ha ha, một minh tinh nhỏ nhìn không được nhếch miệng cười trộm, vẻ mặt chế nhạo. Chắc là tên nhà quê chưa từng thấy qua việc đời, cậu Dương, mặc kệ hắn đi, chúng ta đi vào ăn cơm. Một minh tinh nhỏ khác cũng lắc đầu, châm chọc nói. Lý Vân Uyển kéo kéo ống tay áo của Tề Đẳng Nhàn, thấp giọng nói, đây là biển số xe chuyên dụng của người trên tỉnh, hơn nữa còn là cái kiểu đứng đầu ấy, chúng ta đừng đụng chạm vào, dù sao cũng không có bị thương. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu nói, không phải vấn đề bị thương hay không bị thương, mà là vấn đề hắn đã làm sai, nên xin lỗi. Hơn nữa, cô cũng bị sợ hãi, tôi rất khó chịu. Dương Văn Khải cười nhạo một tiếng, nói, bạn gái cậu nói không sai, cậu không thể chọc vào tôi. Xem ra, bạn gái của cậu tinh mắt hơn cái đầu ngu nhà cậu nhiều. Bây giờ, nâng chi phiếu của tôi rồi quỳ xuống, mang ơn đội nghĩa tao, tôi có thể coi như cậu chưa từng nói những lời này. Tề Đẳng Nhàn nghe xong không khỏi ngẩn người, con mẹ nó, đám kia hung thần ác sát đang bị giam trong ngục cũng không ngang tàng bằng cái tên này đâu. Đừng nói chiếc xe của tôi chỉ suýt chút nữa đụng vào các người, dù cho là đâm chết các người cũng là vì các người xứng đáng. À, không đúng, phải nói là phần mộ tổ tiên của các người bốc lên khói xanh. Bởi vì, có thể bị xe của tôi đâm chết, quả thực chính là vinh hạnh của các người. Dương Văn Khải nhàn nhạt mà nói, cứ như đang trình bày một chân lý từ cổ chí kim chưa hề thay đổi, Tề Đẳng Nhàn nghe được lại sửng sốt một chút. Lý Vân Uyển rất tức giận. Sao lại có người bá đạo như vậy? Nhưng mà bối cảnh của đối phương chỉ sợ là không nhỏ, cô ta cũng không muốn trêu chọc vào, kéo Tề Đẳng Nhàn, muốn hắn nhân nhượng cho xong chuyện. Đúng vậy, cũng may các người trốn nhanh, nếu không chiếc xe này mà có vết xước nào, bắn cả hai người cũng không đền nổi. Hừ, nếu các người đụng hỏng xe của cậu Dương, hôm nay chắc chắn không tha cho các người. Hai minh tinh nhỏ đi theo Dương Văn Khải cũng đều đầy mặt kiêu ngạo. Thậm chí cảm thấy hai người bị đâm chết cũng không quan trọng, ngược lại nếu va chạm làm hỏng xe chính là tội ác tày trời. Tề Đẳng Nhàn kéo tay Lý Vân Uyển ra rồi đi lên phía trước. Dương Văn Khải nói, hai cô ấy nói không sai, xe của tôi không phải thứ các người có thể chạm vào, tôi càng là tồn tại mà các người không trèo lên nổi. Tôi chấp nhận cho các người 100.000, hoàn toàn là vì tâm trạng của tôi hôm nay rất vui vẻ, lười so đo với hai con kiến các người. Còn không nhanh chóng quỳ xuống, cảm tạ ơn nghĩa của tôi. Tề Đẳng Nhàn lặng lẽ đi đến trước mặt Dương Văn Khải, nhìn thẳng vào mặt Dương Văn Khải. Nếu các tù nhân trong nhà tù U Đô nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, họ có lẽ sẽ phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ ngay tại chỗ, nhị đương ra mà tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh cảm thấy xe của anh rất ngầu đúng không? Suýt chút nữa đụng phải người khác thì không cần xin lỗi sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Không phải xe của tôi ngầu, mà là tôi ngầu. Đối với người như tôi, cho dù lái xe ba bánh, thì cũng không phải loại nhà quê như anh có thể ăn vạ. Dương Văn Khải cười khẩy. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, cúi người xuống nhặt lấy một viên gạch. Hắn bất ngờ ném thật mạnh viên gạch, rầm một tiếng, viên gạch trực tiếp đập xuyên qua kính chắn gió của chiếc Mercedes-Benz, toàn bộ kính chắn gió bị nứt vỡ hết, khắp nơi đều có những vết nứt dày đặc. Hai nữ minh tinh sửng sốt. Người đàn ông này điên rồi sao? Lại dám đập phá xe của Dương Văn Khải. Dương Văn Khải cũng không khỏi sững sờ tại chỗ, anh ta không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại dám đập xe của mình. Lý Vân Uyển đưa tay vỗ nhẹ vào trán mình, quả nhiên, Tề Đẳng Nhàn tên gia hỏa này không phải là người chịu thiệt. Đôi khi hắn nói rất nhiều, nhưng đôi khi tính tình lại như một con bò, kéo thế nào cũng không thể kéo lại được. Chết tiệt, mày dám động vào xe của tao. Dương Văn Khải kinh ngạc nói. Tề Đẳng Nhàn sải bước đến bên cạnh xe, vặn eo xoay hông, giơ chân đạp lên cửa tài xế. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa xe đều biến dạng, giống như vừa phát sinh một cuộc đụng xe, gần như muốn lìa khỏi thân xe. Hắn rút chân lại, nhìn Dương Văn Khải, bình tĩnh nói, tôi không chỉ dám đập xe của anh, nếu anh không xin lỗi chúng tôi còn dám đem mặt anh trà sát trên mặt đất. Dương Văn Khải vẫn chưa hồi thần lại, nhưng hai minh tinh đã nổi da gà rồi. Thằng khốn, mày có biết Dương công tử là ai không? Mày có biết lai lịch của chiếc xe này không? Tên quê mùa chết tiệt, mày dám đập phá xe dự phòng riêng của Dương tỉnh trưởng,
còn dám nói năng như vậy với Dương công tử, cho dù Thiên Vương có đến, cũng không cứu nổi mày. Sau khi Lý Vân Uyển nghe bọn họ nói, cô lập tức cảm thấy kinh hãi, chiếc xe này, lại là của người đứng đầu tỉnh Đông Hải, xe dự phòng riêng của tỉnh trưởng Dương Lệnh Quang. Cô biết xuất thân của Tề Đảng Nhàn rất phi phàm, có thể khiến cả hoàng gia kính nể, nhưng hoàng gia dù có thế lực đến đâu, Hoàng Văn Lãng cũng chỉ là một thị trưởng thành phố mà thôi. Hiện giờ, chiếc xe hắn đập phá là của lãnh đạo tỉnh, là đồ của quan lớn. Tề Đảng Nhàn nghe xong lời này, chỉ nhẹ nhàng nhún vai, nói anh muốn xin lỗi chúng tôi hay không? Dương Văn Khải sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cả giận mắng, chết tiệt, tên tạp chủng này, mày dám đập phá xe của tao, hôm nay tao nhất định phải giết mày. Sau khi nói xong, Dương Văn Khải tức giận đi đến trước mặt Tề Đảng Nhàn. Người này là ai vậy, lại dám đập phá xe? Biển số xe này mà hắn cũng dám chọc vào sao? Thật không có mắt. Chắc là thằng nhà quê từ nơi nào mới đến, không biết biển số xe của sếp tỉnh, bây giờ vui lắm đây. Người kia chính là Dương Văn Khải công tử của Dương tỉnh trưởng sao? Mẹ kiếp, lại có người dám đập phá xe của cậu ta. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Đập xe của nhà tỉnh trưởng, chín mạng cũng đền không đủ. Một số người qua đường thấy nơi này náo nhiệt quá, đều chạy tới xem thử, sau khi nhìn thấy biển số xe, đều đồng loạt rùng mình. Đây là xe riêng của tỉnh trưởng, lại có người to gan coi trời bằng vung đập nát nó. Đừng nói là xe của tỉnh trưởng, cho dù là xe của người đứng đầu đế đô làm như vậy, tôi cũng sẽ đập nát, Tề Đảng Nhàn thản nhiên nói. Hắn là một người, rất nguyện ý cùng người khác giảng đạo, nhưng mà hắn thấy rằng những người bên ngoài thậm chí còn vô lý hơn những người trong nhà tù U Đô. Vì vậy, Tề Đảng Nhàn rất sẵn lòng dạy cho những người như vậy một bài học, để họ hiểu thế nào là đạo lý. Lý Vân Uyển run rẩy nói, anh Tề, đây là xe của tỉnh trưởng, không phải xe của chó mèo. Anh đập phá như vậy, là lớn chuyện rồi đấy. Tề Đảng Nhàn cười lạnh nói, có chuyện gì lớn? Hắn say rượu lái xe, suýt chút nữa đụng phải người, còn không chịu xin lỗi, tại sao còn đòi tính sổ lên hết trên người chúng ta? Tính sổ? Ha ha ha, thật là một câu chuyện cười. Đừng nói tao say rượu lái xe, cho dù tao vừa chơi thuốc vừa lái xe. Tông chết chúng mày đi nữa, đều là tại chúng mày có mắt không tròng mà thôi. Toàn bộ cái tỉnh Đông Hải này, ta chính là đạo lý, dám chống lại ta, chính là chống lại luật pháp. Dương Văn Khải cười phá lên, anh ta đi đến trước mặt Tề Đảng Nhàn, đôi mắt anh ta sắt lẹm như dao, nồng đậm mùi sát khí. Tề Đảng Nhàn đưa tay lên nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, quỳ xuống xin lỗi chúng tôi và ăn năn về những gì anh đã làm hôm nay. Nếu không, kết cục của anh sẽ chẳng khác gì chiếc xe này. Dọa tao à, nực cười thật đấy. Một thằng nhà quê như mày mà cũng dám uy hiếp tao. Chết tiệt, tao nói cho mày biết, tao là con trai của Dương Lăng Quang, người đứng đầu tỉnh Đông Hải. Mày động đến một ngón tay của tao thôi, tao đảm bảo cả nhà mày sẽ cùng theo mày bồi táng. Dương Văn Khải thậm chí còn kiêu ngạo đưa mặt lại gần, cười lạnh nói, động vào tao thử xem. Dương công tử bá đạo quá, loại phế vật đáng chết này lại dám khiêu chiến với Dương công tử. Chỉ cần một ngón tay thôi cũng có thể bóp chết hắn rồi. Dương công tử, người cùng loại phế vật cỏ rác này nói nhiều làm gì? Mau tìm người tới đập chết hắn đi, sau đó chúng ta đi ăn nhậu no say. Hai minh tinh bị sự bá đạo của Dương Văn Khải làm khuất phục, trong ánh mắt lộ lên tia lấp lánh, hận không thể lập tức nằm vào lòng anh ta, có người như vậy che chở. Sau này nhất định sẽ thăng quan tiến chức. Cho mày 100 lá gan, mày cũng không dám động vào tao nữa. Dương Văn Khải hừ lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, liền thấy tay Tề Đảng Nhàn đã nâng lên. Còn chưa kịp nói, chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau điếng, trước mắt tối sầm, không đứng vững nổi ngã lăn xuống đất. Chậc, Dương Văn Khải đã khiến Tề Đảng Nhàn ra tay đánh đến mức đầu ong ong quay cuồng, ngã khuỵu xuống đất. Lý Vân Uyển đứng bên cạnh bị dọa cho phát ngốc, đây là công tử con nhà tỉnh trưởng A, Tề Đảng Nhàn sao có thể cho con nhà người ta ăn tát như vậy, sau này có muốn sống ở Đông Hải này nữa không đây? Người đến xem náo nhiệt cùng hai tiểu minh tinh cũng ngây người ra tại chỗ, ai nấy đều khiếp sợ, đây là con trai của tỉnh trưởng, lại bị người ta tát lật mặt xuống đất thế kia. Con trai tỉnh trưởng thì lợi hại lắm sao? Hơn tôi một cái đầu, hay hơn tôi hai cái tay? Tề Đảng Nhàn bình tĩnh hỏi. Hai minh tinh lập tức hét toáng lên và chạy đến đỡ Dương Văn Khải lên khỏi mặt đất.
Tên khốn nhà quê chết tiệt, dám đánh Dương công tử cao quý, ngươi chết chắc rồi. Tên nhà quê hôi hám, thứ không biết sống chết là gì, dám ra tay với Dương công tử, ngươi có trăm cái mạng cũng không đủ dùng. Dương Văn Khải lảo đảo đứng dậy, lắc lắc cái đầu, quyệt vết máu vừa chảy ra nơi khóe miệng. Cái tát thẳng vào mặt này, làm mặt anh ta sưng vù, khóe miệng cũng nứt toác. Trong đời này của anh ta, đây thật sự là lần đầu tiên bị mất máu nhiều như vậy. Hôm nay nếu không xin lỗi, chuyện này còn chưa kết thúc đâu, Tề Đẳng Nhàn nhìn Dương Văn Khải, hai tay đút túi quần, bình tĩnh nói. Dương Văn Khải hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa, hàm răng cắn chặt, trên trán gân xanh cũng đang nhảy múa, nói tốt, rất tốt, lá gan của mày cũng không nhỏ. Mày không cần nói, chuyện hôm nay, cũng sẽ không dừng lại như vậy thôi đâu. Không ngờ ở Trung Hải này lại có thằng điên như mày, ngay cả tao mà mày cũng dám động. Đang nói chuyện, một chiếc ô tô sang trọng chạy tới, dừng ở chỗ đỗ xe, cửa bị đẩy ra, Lý Thiên Lạc cùng một người đàn ông chừng 5-60 tuổi từ trên xe bước xuống. Lý Thiên Lạc sải bước tiến lên phía trước, nói, Dương công tử, sao còn chưa đi vào? Tôi thật không dám kêu cậu chờ tôi. Dương Văn Khải quay đầu lại, khiến Lý Thiên Lạc không khỏi giật mình. Hai má của Dương Văn Khải sưng tấy, khóe miệng rướm máu, ánh mắt trở nên thâm độc và hung ác. Đây, Dương công tử làm sao vậy? Lý Thiên Lạc kinh hãi hỏi. Dương Văn Khải cười gằn nói, Lý Thiếu, anh tới đúng lúc quá, tôi vừa rồi bị người ta đánh, anh xem phải xử lý làm sao đây? Lý Thiên Lạc thậm chí còn kinh hoàng hơn, Dương Văn Thái là con trai của tỉnh trưởng, cư nhiên lại bị người khác đánh. Còn có đạo lý không, còn có pháp luật không? Anh ta ngước mắt lên nhìn, thì thấy Tề Đẳng Nhàn đứng đối diện Dương Văn Khải, anh ta lại sửng sốt lần nữa. Là tên gia hỏa này sao? Ăn tim hùm mật gấu gì lại dám cả gan đánh Dương Văn Khải? Người đàn ông đứng bên cạnh Lý Thiên Lạc cũng khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia không vui. Ông ta và Lý Thiên Lạc đến đây để tìm Dương Văn Khải, vì bọn họ muốn thảo luận với Dương Văn Khải về việc thăng chức cho Lý Gia Quyền, nhờ anh ta giúp nói vài lời trước mặt Dương tỉnh trưởng. Nhưng bây giờ, vấn đề còn chưa bắt đầu thảo luận, Dương Văn Khải đã bị người ta đánh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Là cậu đánh sao? Lý Thiên Lạc nhìn Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt nham hiểm hỏi. Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý anh ta, chỉ lãnh đạm nói, tốt nhất anh nên xin lỗi chúng tôi một cách chân thành trước khi tôi tát vào mặt anh lần thứ hai. Xin lỗi mày! Đang đùa cái gì thế? Trong từ điển của Dương Văn Khải tao, không có hai từ xin lỗi. Tao nói cho mày biết, nếu mày dám đập xe của tao, dám tát vào mặt tao, hôm nay không giết mày ở chỗ này, tao sẽ viết ngược chữ Dương này. Dương Văn Khải nhảy dựng lên như mèo dựng lông, bị Tề Đẳng Nhàn tát vào mặt, đối với hắn mà nói, thật là xấu hổ, sao có thể phúc được chứ? Mày muốn Dương công tử xin lỗi thằng quê mùa như mày hả? Mày cho rằng mày xứng đáng sao? Cho dù Dương công tử có xin lỗi mày, thì mày cũng tổn thọ mà thôi. Bởi vì mày làm sao mà nhận nổi. Hai minh tinh cũng tức giận chửi bới, cho rằng Tề Đẳng Nhàn chẳng qua là một tên hạ đẳng mà thôi, bị tông cho chết cũng đáng, yêu cầu Dương Văn Khải xin lỗi quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, vừa rồi trong phòng riêng của nhà hàng, có một tên tự xưng là thiếu đà chủ của Long Môn, tên đó gọi là Từ Dương cũng nói như vậy. Đáng tiếc là, tôi vẫn như cũ còn sống và khỏe mạnh. Các người đem súng bạc ra, có lẽ cũng có ý đó. Câu nói của Tề Đẳng Nhàn khiến mọi người hơi kinh ngạc. Hắn cư nhiên dám xúc phạm Từ Dương trước khi cùng Dương Văn Khải đối đầu. Mà còn có thể toàn thân rút lui. Làm sao có thể chứ? Từ Dương là thiếu đà chủ của Long Môn, quyền thế bức người, có thể tùy tiện tìm vài cao thủ từ Long Môn cũng có thể khiến Tề Đẳng Nhàn chết không có chỗ chôn. Nếu nói Dương Văn Khải thế hệ thứ hai của giới bạch đạo Đông Hải, thì Từ Dương là thế hệ thứ hai của thế giới ngầm Đông Hải. Dương Văn Khải thờ ơ nói, đừng khoác lác ở đây nữa, Từ Dương là bạn của tao, dựa vào mày, cũng có thể làm anh ta chịu thiệt. Lý Thiên Lạc cũng lắc đầu nói, Dương công tử, người này thích khoác lác, không nên cùng hắn nói đạo lý nữa, cậu muốn xử lý hắn như thế nào, tôi giúp cậu. Dương Văn Khải hung hăng nói, tôi muốn chặt hai tay hai chân của hắn, đem hắn ném ra đường, để xe lớn đâm chết hắn. Lý Thiên Lạc lập tức gật đầu, quay người nói với người đàn ông đi theo mình, chú hai, chuyện này phiền chú rồi. Người đi theo Lý Thiên Lạc đến, chính là lão nhị của Lý gia.
Lý Gia Quyền có ba cao thủ, bao gồm cha của Lý Thiên Lạc, còn có chú hai, chú ba của anh ta. Lần trước, chú ba Lý lúc trên du thuyền bị thiếu đà chủ Hương Sơn Long Môn Trần Hùng Phi đánh bại, cuối cùng, chính tề Đảng Nhàn xuất thủ, đem Trần Hùng Phi hạ gục, bảo toàn thể diện của Hoàng gia. Năng lực của chú hai Lý này cao hơn nhiều so với chú ba Lý, theo truyền thuyết, ông ấy không chỉ dày công tôi luyện Lý Gia Quyền, mà còn là một cao thủ của hình ý quyền, ông ấy đã đem hình ý quyền, ngũ hành quyền luyện đến đỉnh cao. Về phần lão đại nhà họ Lý lại càng thần bí khó đoán, thường xuyên thấy đầu không thấy cuối. Nghe nói có lần lão đại Lý ra đi cùng xe với giám đốc sở văn hóa tỉnh, nhưng mũ của giám đốc bị gió thổi bay khỏi xe, trong chớp mắt, Lý lão đại biến mất khỏi xe, ông ta thần không biết quỷ không hay quay trở lại xe, thứ mà ông ta cầm trong tay, chính là chiếc mũ đó. Chính vì điều này mà Lý Gia Quyền đã trở nên nổi tiếng và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn tỉnh, đồng thời được biết đến như là di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Đông Hải. Được rồi, có chú hai Lý ra tay, tôi cũng yên tâm rồi. Dương Văn Khải nhìn thấy Lý Thiên Lạc mời chú hai Lý giúp đỡ, ngay lập tức ý cười tràn đầy trên mặt, nói. Chú hai Lý trực tiếp đi tới trước mặt, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn tề Đảng Nhàn, đầy ý khinh thường nói, cậu tự mình ra tay, hay là để tôi đến xử lý cậu. Tôi nghe nói, lần trước tam đệ của tôi bị Trần Hùng Phi đánh bại, cuối cùng, chính cậu đã đánh bại Trần Hùng Phi. Niệm tình cậu cũng là cao thủ, tôi sẽ giữ cho cậu chút thể diện, tự mình xử lý đi. Miễn cho lát nữa tôi ra tay quá mạnh, cảnh tượng sẽ không đẹp mắt chút nào. Sau khi mọi người nhìn thấy chú hai Lý, đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đây là nhị đương gia của Lý Gia Quyền đúng không? Không nghĩ tới lại được gặp ông ở chỗ này. Lần trước trên TV tôi có xem qua, chú hai Lý này trong vòng một phút đồng hồ, dùng tay không liền có thể chặt đứt 10 thanh sắt. Chú hai Lý muốn giáo huấn cái tên điên cuồng đắc tội Dương công tử sao? Thật là một chuyện vui a. Nếu như hắn biết điều, không bằng tự mình kết liễu, cùng với chú hai Lý đấu, không bằng mua một lọ thạch tín tự ăn. Danh tiếng của chú hai Lý rất lớn, hơn nữa ông ấy đã từng lên TV biểu diễn một số công phu rất ghê gớm, mọi người đều có ấn tượng với ông ấy. Lý Thiên Lạc cười lạnh một tiếng, tề Đảng Nhàn, tôi cảnh cáo cậu. Công phu của chú hai Lý cao hơn chú ba Lý của tôi mấy lần đấy. Ông ấy cho cậu một cơ hội, cậu tốt nhất đừng ngu xuẩn mà không biết quý trọng, bằng không không cẩn thận bị đánh chết, đều là chuyện có thể xảy ra đấy. Tề Đảng Nhàn có chút khó hiểu nhìn chú hai Lý, hỏi, người của Lý Gia Quyền các người, trước khi động thủ đều nói nhiều lời vô ích vậy sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không khỏi có chút kinh ngạc. Tên này thật điên rồi. Dám vô lễ như vậy đối với chú hai Lý. Hắn xong rồi, hắn sẽ chết rất thảm, nắm đấm của chú hai Lý, nhất định sẽ không tha cho hắn. Chú hai Lý đến sắt còn có thể hai tay chặt đứt, miệng của thằng gia hỏa này sao có thể cứng rắn hơn thanh sắt chứ? Mấy phút nữa thôi liền sẽ bị chú hai Lý đánh chết thôi. Chú hai Lý sau khi nghe những lời này của tề Đảng Nhàn, ánh mắt trở nên lạnh lùng, bước chân về phía trước. Bùm! Lúc này, ông ấy đã dùng hết sức mạnh của nắm đấm, đạp mạnh chân xuống, tạo cho mọi người cảm giác như thể đất trời đang rung chuyển. Lực uy hiếp của Lý Nhị Thúc rõ mười mươi, chỉ bước một bước bình thường thôi cũng đã cho người ta cảm giác áp lực một ngạt đến nghẹt thở. Trong lòng Lý Vân Uyển bất giác lo lắng thay cho tề Đảng Nhàn. Anh tề đúng là không biết chữ, sợ, viết như thế nào, với ai cũng bày ra vẻ cứng đầu như thế. Lý Vân Uyển cười khổ trong lòng. Khi mọi người ai cũng sợ dáng vẻ đáng sợ này của Lý Nhị Thúc thì tề Đảng Nhàn lại bình thản như không, chỉ thiếu mỗi việc nói ra câu có thế thôi à. Thanh niên gan dạ là chuyện tốt nhưng không biết giữ mồm giữ miệng thì là tự tìm đường chết. Lý Nhị Thúc lạnh lùng nói. Ông ta đi về phía trước một bước, oanh một tiếng, sàn bê tông bị dẫm sụp xuống, cả bãi đậu xe như đang rung chuyển. Ông ta là con người sao? Sao lại mạnh như thế được? Đạp một cái. Có khi thép cũng phải móp luôn ấy. Đây là nhân vật đứng thứ hai của Lý Gia Quyền sao? Thật đáng sợ, không biết luyện tập kiểu gì nữa. So đấu với hạng người này đúng là ngu mà, mau chóng quỳ xuống đầu hàng còn hơn. Đám quần chúng hết cả hồn, bọn họ thấy chú hai Lý đã không phải là con người bằng da bằng thịt nữa mà là người sắt mặc chiến giáp thép. Gương mặt Dương Văn Khải cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên hâm mộ, nói. Không ngờ sức mạnh của chú hai đã đạt đến trình độ này, không biết sức mạnh của Lý lão đại đã ở mức độ nào.
Bố tôi mạnh hơn chú hai một chút. Khóe môi Lý Thiên Lạc khẽ cong lên, đắc ý vô cùng, cậu Dương không cần lo, chú hai của tôi ra tay thì hôm nay là ngày tàn của thằng nhãi ngông cuồng này. Dương Văn Khải khẽ gật đầu, lát nữa chắc tôi phải kể lại Lý gia quyền mạnh đến mức nào cho bố tôi nghe để ông ấy giúp nhà cậu khách trương danh tiếng. Tề Đẳng Nhàn khoát tay bảo Lý Vân Uyển đứng né sang một bên tránh bị đánh lây. Đến, để tôi xem thằng nhãi như cậu có bản lĩnh gì mà kiêu ngạo như thế. Chú hai Lý hừ lạnh, vào thế đánh. Được thôi ông già, tôi cũng muốn xem thử ông có bản lĩnh gì mà hống hách như thế. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười tiến về phía trước, hai tay cũng giơ lên. Chú hai Lý nhún người tấn công như mũi tên lao đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, đầu tiên là một cú đấm. Tề Đẳng Nhàn đứng im không nhúc nhích, bàn tay phẩy nhẹ một cái đã có thể đánh lệch cú đấm của chú hai Lý. Sau khi đánh hụt một đấm, chú hai Lý cũng không ngạc nhiên gì, thân mình chuyển hướng, hai nắm đấm cũng thay đổi, ngón tay co quắp biến thành hổ quyền như con mãnh hổ đang rình mồi. Mã hình biến thế kết hợp với tinh hoa của Lý gia quyền, thú vị. Tề Đẳng Nhàn tán thưởng một câu. Chiêu lần này là mãnh hổ xuống núi. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại ra chiêu mãnh hổ lên núi bát cực quyền, mãnh hổ dẫm nát núi. Bốp, bịch. Hai nắm đấu chạm vào nhau tạo ra tiếng vang long trời lở đất, mọi người đều thấy màng nhĩ đau nhức, sàn bê tông dưới chân hai người cũng nứt ra. Sau khi chạm vào quyền cước của Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt chú hai Lý không khỏi thay đổi, sức mạnh của đối phương cứng rắn mạnh mẽ dọa người. Rõ là bát quái trưởng nhưng sao có thể mạnh như vậy? Trong đầu chú hai Lý như có một tia chớp lóe lên, không kịp suy nghĩ gì mà vội nói, hộ tâm chùy. Khuỷu tay của Tề Đẳng Nhàn đã đánh đến. Bát cực lấy nắm đấm thế cây thương, một quyền này như một cây thương đâm đến. Hộ tâm chùy của chú hai Lý đánh ra, đập thẳng vào khuỷu tay của Tề Đẳng Nhàn. Bốp, ông ta tái nhợt, liên tiếp lùi về sau ba bước. Quần chúng vây xem thấy thế thì mặt mày sượng chân, chú hai Lý bị Tề Đẳng Nhàn đánh lùi. Sao có thể? Lúc này, bọn họ không tin vào mắt mình. Chú hai Lý luyện Lý gia quyền, còn theo thầy học nghệ hình ý quyền mấy năm. Nổi danh quyền pháp mạnh mẽ bá đạo nhưng lần này lại thua. Nụ cười của Lý Thiên Lạc cũng cứng ngắc, sau đó trầm giọng nói, chắc chắn là do chú hai tôi đang nhường, nếu không thì Tề Đẳng Nhàn không thể đánh lui đâu. Dương Văn Khải cũng nói, tôi cũng thấy thế, chứ cái tên khố rách áo ôm này sao có thể ăn được tông sư như chú hai Lý chứ. Còn chưa dứt lời thì Tề Đẳng Nhàn đã tiến lên phái trước, anh dùng bát quái bộ nhưng tay lại ra thế, mã hình pháo. Vừa đến gần động tác của anh lập tức thay đổi, cơ thể như ngựa phi nước đại, ba quyền liên tiếp đùng 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 hướng đến như pháo nổ. Hít, sao nắm đấm của thằng nhãi này mạnh như thế? Chẳng lẽ tôi đã già, đến tuổi sợ trai tráng rồi? Chú hai Lý ngạc nhiên. Sau khi liên tiếp chặn ba quyền, ông ta có cảm giác gan đang ẩn ẩn đau. Khi đánh xong ba quyền, Tề Đẳng Nhàn cũng bắt chước chú ba Lý thay đổi hổ hình quyền nhưng hổ hình quyền này không theo hình ý mà theo hồng quyền. Hổ xoay người, chẳng phải thằng nhãi này luyện bát quái trưởng à, chú hai Lý muốn chửi người. Hai nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn trên dưới tung bay, mạnh mẽ dữ dội. Mỗi cú đâm đều mang theo gió xé khiến mặt chú hai Lý đau rát. Điều này khiến chú hai có cảm giác khổ không nói nên lời. Bù, Tề Đẳng Nhàn thu nắm đấm lại, liên tục chuyển bước sang trái ba bước, xoay qua sườn đối phương, ba trưởng thẳng tiến. Kiền tam liên của bát quái trưởng. Chú hai Lý không ngờ Tề Đẳng Nhàn biến đổi chiêu thức nhanh như vậy, không một chút trì hoãn. Tựa như anh thông thuộc hai loại quyền pháp hoàn toàn khác nhau ấy. Ba trưởng này, chú hai Lý ngăn được hai trưởng nhưng trưởng còn lại không thể chặn, xuyên qua cánh tay ông ta, đánh thẳng lên mũi ông ta. Bốp! Mũi chú hai Lý sụp xuống, tuyến lệ bị kích thích, hai mắt rơm rớm không nhìn rõ nữa. Ngay lúc này, Tề Đẳng Nhàn vọt về Ohius trước. Giờ nắm đấm giáng trời đánh thẳng vào khuôn mặt già nua của chú hai Lý. Phụt! Chú hai Lý phun máu, trong đó còn có mấy cái răng, cả người bay lên, té xuống đất. Tề Đẳng Nhàn thu hai tay lại, đút vào túi quần, thản nhiên nói, không tệ, có thể chơi nhiều chiêu với ông như thế, tôi đây rất vừa lòng. Sau khi nghe được câu đó, chú hai Lý tức phát run, phụt thêm một tiếng, phun thêm một ngụm máu tươi. Ông ta đường đường là nhị đương gia của Lý gia quyền vậy mà bị một tên tiểu bối đánh bại còn bị đối phương chế nhạo. Bây giờ ông ta chỉ muốn chết quách cho xong. Hả? Mắt tôi mù à? Chú hai Lý thua trận.
Giỡn cái gì thế, người kia là ai mà có thể đánh bại chú Hai Lý? Nhân vật mạnh thứ hai Lý Gia Quyền lại thua trong tay một tên vô danh tiểu tốt. Quá kỳ lạ, không dám tin. Vẻ mặt của Dương Văn Khải cũng cứng đờ, thậm chí anh ta còn thấy tay chân mình cứng ngắc. Vậy, bây giờ vấn đề đến rồi đây. Tề Đảng Nhàn quay đầu nhìn Dương Văn Khải, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong mắt đã không còn chút kiên nhẫn nào. Vấn đề của anh đương nhiên không phải đánh giá kỹ thuật nhà nào mạnh hơn. Rốt cuộc thi cậu cả xin lỗi hay không? Hỏi xong, ánh mắt Tề Đảng Nhàn nhằm thẳng vào mặt Dương Văn Khải. Mọi người nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tề Đảng Nhàn, thậm chí còn hiểu nếu Dương Văn Khải nói chữ không, thì nửa bên mặt kia cũng có thể bị sưng luôn. Dùng quyền thế chèn ép, người ta không sợ. Dùng vũ lực thì đánh không lại người ta. Đến nước này thì còn có thể làm gì? Bây giờ Dương Văn Khải còn có suy nghĩ lấy di động ra, lên mạng tra cách công lược. Gặp phải lưu manh phải làm sao? Online chờ, gấp. Đối mặt với loại lưu manh cấp cao này, một cậu chủ nhà chủ tịch tỉnh như anh ta cũng bó tay. Thằng khốn, mày dám đánh người ngay giữa đường, làm chú hai của tao bị thương lại còn uy hiếp cậu Lý. Mày tưởng mày biết đánh nhau là muốn làm gì thì làm à? Lý Thiên Lạc gào to, chắn trước mặt Dương Văn Khải. Anh ta biết bây giờ anh ta phải thể hiện bản thân, như thế thì mới có thể khiến Dương Văn Khải quan tâm đến Lý Gia Quyền nhiều hơn, tương lai mới có thể càng phát triển. Dù cho giờ đây anh ta cũng sợ hãi. Ngay lúc này, một chiếc Volkswagen với biển số là một dãy số không dừng lại. Dương Văn Khải thấy chiếc xe này thì mắt sáng lên, anh ta nói, thư ký Ngô đến rồi. Thư ký Ngô đương nhiên là thư ký của chủ tịch tỉnh Dương Lệnh Quang. Thư ký Ngô bước xuống xe trông rất văn nhã hiền lành, người tâm 40 tuổi. Thư ký chủ tịch tỉnh cũng nghe tiếng gió rồi. Thấy thư ký Ngô đến, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Xem ra lần này Tề Đảng Nhàn chuốc họa lớn rồi. Đập xe dự phòng của chủ tịch tỉnh, kinh động thư ký của người ra, lần này tiêu thật rồi. Dù lưu manh đến mứa nào, giỏi đánh nhau thì sao chứ? Nơi này là Hoa Quốc. Dân không đấu lại quan. Là thư ký của lãnh đạo đứng đầu một tỉnh Đông Hải, thư ký Ngô có thể điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát tỉnh Đông Hải chỉ với một cuộc điện thoại, xử lý tên ngông cuồng như Tề Đảng Nhàn chẳng phải chỉ là chuyện chỉ mấy phút đồng hồ thôi sao? Chuyện gì vậy? Tại sao chiếc xe này lại bị đập? Bí thư Ngô đi đến, nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz bị đập nát thì sững sờ ngay tại chỗ. Ông chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày chiếc xe dự phòng của chủ tịch tỉnh bị đập thành từng mảnh. Dương Văn Khải bước tới, nói, thư ký Ngô, ở đây có một tên điên, anh ta dắt bạn gái đến ăn vạ. Ăn vạ không được thì quay sang buộc tội tôi kỹ năng lái xe kém, nói tôi muốn đâm chết họ. Sau đó, họ bắt tôi phải trả tiền, nhưng tôi không muốn nên đã đập xe tôi. Chú xem chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Nghe những lời này, sắc mặt thư ký Ngô lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi, có chuyện như vậy sao? Lý Vân Uyển nghe thế thì nóng lòng muốn đi lên giải thích nhưng bị Tề Đảng Nhàn cản lại. Giảng đạo lý với cái loại này cũng uổng công vô ích thôi. Tề Đảng Nhàn thản nhiên nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đây là thư ký của chủ tịch tỉnh, không giống cậu ấm như Dương Văn Khải, người ta có thực quyền đó. Lý Vân Uyển sợ hãi hỏi. Tề Đảng Nhàn không nói gì. Chỉ là cười lạnh hai tiếng. Anh là một tên khốn liều mạng, nếu có người muốn lợi dụng thế lực để chèn ép anh thì anh đây sẽ không chỉ ngồi im chờ chết. Từ xưa đến nay, nho giáo lấy văn nói chuyện, hiệp lấy võ quyết định. Nếu thật sự động đến điểm mấu chốt của anh thì không thể tránh việc đi một bước giết 10 người, quét sạch kẻ vướng chân. Là ai làm, đứng ra cho tôi, thư ký Ngô lạnh lùng quát. Là tôi làm, Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói, tiến lên một bước. Trên mặt Dương Văn Khải lộ ra một tia cười lạnh, anh dám đánh anh ta, lại còn đập phá xe. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Tề Đảng Nhàn. Lý Thiên Lạc cũng cảm thấy lần này Tề Đảng Nhàn chết chắc rồi. Thư ký Ngô là thân tín của chủ tịch tỉnh Dương, quyền lực to lớn, một cú điện thoại có thể khiến Tề Đảng Nhàn chết không có chỗ chôn. Có điều, lúc thư ký Ngô nhìn thấy Tề Đảng Nhàn, lại hơi sửng sốt một chút, hắn không nổi giận như bọn họ tưởng tượng. Hả? Xin hỏi, ngài chính là ngài Đảng Nhàn sao? Là nhị đương gia nhà tù U Đô sao? Sắc mặt thư ký Ngô căng thẳng, khách sáo hỏi lại. Là tôi, có vấn đề gì không? Tề Đảng Nhàn nhìn thư ký Ngô, dáng vẻ vương hầu ngạo nghễ, ung dung, cho dù là hoàng đế tới cũng không có gì để cho hắn phải kinh sợ cả.
Có gì mà sợ cơ chứ? Quyền lực vốn dĩ tồn tại để phục vụ nhân dân mà. Nói trắng ra là, trong mắt hắn thì chính phủ cũng chỉ giống như bất động sản mà thôi, không có nhiều ông lớn ở sau chống lưng thì cũng không có tác dụng gì cả. Người cầm quyền, là người phải làm phục vụ, chứ không phải tác oai tác quái dọa người. Dương Văn Khải cười gằn, nói, thư ký Ngô, nhiều lời với lại người cặn bã như hắn để làm gì? Anh gọi người đến bắt thẳng hắn vào trong tù ngồi là được, dạy dỗ hắn ta làm sao để làm người. Thư ký Ngô lạnh giọng, câm mồm, nơi này không có chỗ cho anh lên tiếng. Dương Văn Khải hơi sửng sốt, kinh ngạc. Từ trước đến giờ thư ký Ngô đều rất khách sáo với anh ta, nhưng mà hôm nay lại vì một người không quen biết mà trở mặt với anh ta sao? Anh ta cũng biết là thư ký Ngô là người thân tín bên cạnh ba mình Dương Lệnh Quang, nếu như cãi nhau với anh ta chắc chắn mình không được lợi gì. Không đúng, thư ký Ngô, người này chính là tên ác đồ đó. Đánh anh Dương, còn đập xe, còn ra tay đánh lén chú hai tôi, đánh người khác bị thương nữa, Lý Thiên Lạc vội vàng bước lên nói. Anh đang dạy tôi làm việc đấy à? Thư ký Ngô quay đầu nhìn Lý Thiên Lạc, lạnh mặt chất vấn. Lý Thiên Lạc bị nhìn đến mức có cảm giác hít thở không thông, vội vàng cười nói, không dám, không dám. Tôi nào dám dạy thư ký Ngô làm việc cơ chứ? Thư ký Ngô quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, sau đó bỗng nở nụ cười, nói tôi là thư ký của Chủ tịch Dương Lệnh Quan, đặc biệt tới mời anh Tề. Lời này vừa dứt, cả hiện trường lập tức bùng nổ. Chủ tịch Dương Lệnh Quan biết Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa còn cố ý phải thư ký của mình tới đón hắn. Đầu óc Dương Văn Khải cũng ngơ ra, người này có lai lịch gì cơ chứ? Sao lại có thể để ba mình đích thân bảo thư ký tới mời hắn? Hai ngôi sao nhỏ kia lúc này run lẩy bẩy đứng lên, bọn họ vừa nãy nói không ít những lời khó nghe, lúc này rất sợ bản thân mình bị sợ đến. Tìm tôi làm gì? Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng hỏi. Tôi cũng không biết, nói là có chuyện rất quan trọng. Thư ký Ngô cười nói. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu một cái, nói, không đi, tôi ở đây còn có chuyện chưa giải quyết xong. Hắn vừa nói những lời này, mọi người lại tiếp tục kinh hãi. Con mẹ nó! Chủ tịch tỉnh đó, quyền cao chức trọng, để cho thư ký mình tự mình tới mời người, vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại nói không đi. Phải kiêu ngạo đến mức nào mới nói ra được những lời như này cơ chứ? Đồ khốn, ba tao đã bảo thư ký Ngô đến mời mày rồi, mày dám không nể mặt à? Dương Văn Khải giận dữ nói. Chủ tịch tỉnh thì không phải là người à? Hơn nữa, là ông ta mời tôi đi hay không là chuyện của tôi? Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, chuyện của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong. Lý Vân Uyển nhìn Tề Đẳng Nhàn, chỉ cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Mê lực của người đàn ông này, cũng không chỉ nằm ở bối cảnh to lớn đằng sau. Hắn coi nhẹ chính quyền, khí chất ngạo nghễ, tất cả mọi thứ đều làm cho người khác mê mẩn. Trên thế giới này có mấy người không bị khuất phục trước quyền lực cơ chứ? Có mấy người có thể coi thường quyền lực? Dù sao... Những người ở chỗ này không một ai không bị những lời nói của Tề Đẳng Nhàn làm cho kinh ngạc, vậy mà lại có người không coi chủ tịch tỉnh ra gì. Thư ký Ngô lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Văn Khải, cậu Dương, cậu làm gì để anh Tề không hài lòng? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, anh ta muốn lái xe đụng tôi vả vào mồm anh ta, đập xe anh ta, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như thư ký Ngô không hài lòng, có thể thử ra mặt cho anh ta. Nếu anh ta không hài lòng thì có thể ra mặt giúp hắn. Nghe đi, đây là lời mà con người sẽ nói sao? Những người chung quanh không khỏi trợn tròn mắt, người này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào cơ chứ? Hay là đầu óc có bệnh, thế mà dám nói chuyện như vậy với thư ký của tỉnh trưởng? Dương Văn Khải cả giận nói, ngông cuồng. Ngô bí thư vậy mà lại xoay đầu nhìn Dương Văn Khải, trầm giọng nói, Dương thiếu gia, xem ra tỉnh trưởng bề bộn công việc nên bỏ bê việc dạy dỗ cậu. Cậu dám lấy xe dự phòng của tỉnh trưởng đi ở ngoài này, còn đấu đá lung tung suýt nữa đụng vào người, có biết chuyện này sẽ mang lại ảnh hưởng tồi tệ gì đến tỉnh trưởng không? Ngay lập tức, xin lỗi Tề tiên sinh mau. Nếu không tôi sẽ nói chuyện này cho tỉnh trưởng, ông ấy chắc chắn không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu. Dương Văn Khải bị Ngô bí thư nói đến mức sửng sốt cả người, tiếp đó cả kinh nói cái gì? Anh để cho tôi xin lỗi hắn. Nói đùa cái gì vậy? Dương Văn Khải tôi lại đi xin lỗi một con chó sao? Ngô bí thư, đầu óc anh có phải bã đậu không thế? Ngô bí thư giận dữ, vung tay tát vào mặt Dương Văn Khải một phát mạnh.
Anh ta mặc dù chỉ là thư ký của tỉnh trưởng, nhưng lại vô cùng thân mật với tỉnh trưởng coi anh ta là tâm phúc của mình. Anh làm việc rất có chừng mực, cho nên vốn không hề lo lắng cái bạt tai này của mình có thể gây nên chuyện không tốt gì. Anh, Dương Văn Khải ngạc nhiên, ôm lấy mặt mình, vô cùng khiếp sợ nhìn Ngô Bí Thư. Hai tiểu minh tinh cũng đang run lẩy bà lẩy bẩy, những chuyện như này họ cũng không dám nhiều lời. Lý Thiên Lạc bên kia cũng giả bộ như không trông thấy cái gì cả. Ngô Bí Thư mặt đen nói, hôm nay, nếu cậu không xin lỗi Tề tiên sinh, tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho cha của cậu, để ông ấy tự mình tới xem cậu đã làm ra chuyện tốt gì. Vừa nói chuyện, Ngô Bí Thư vừa lấy ra điện thoại di động, xem ra là định gọi thật. Dương Văn Khải nghĩ đến người cha nghiêm khắc của mình, không khỏi run run người, sau đó cắn răng gật đầu, nói, Ngô Bí Thư, anh làm tốt lắm, ép tôi phải nói xin lỗi với người ngoài, tôi nhớ kỹ rồi. Trong khi nói chuyện, Dương Văn Khải đã quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nói, thật xin lỗi, chuyện hôm nay là do tôi làm sai. Thái độ gì vậy? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi. Cậu, Dương Văn Khải giận tím mặt, hận xé xác người trước mắt này ra, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Ngô Bí Thư, chỉ có thể kiềm chế lửa giận trong lòng mình. Hít sâu hai cái, Dương Văn Khải mới quay về phía Tề Đẳng Nhàn nói, Tề tiên sinh, vô cùng xin lỗi, chuyện ngày hôm nay đều là do tôi không đúng, xin cậu tha thứ cho tôi. Lần này, thái độ của anh ta thành khẩn hơn rất nhiều, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Tề Đẳng Nhàn biết rõ lời xin lỗi này không phải lời thật lòng của người này, nhưng mà lười dây dưa, phất phất tay, nói cứ như thế đi. Dương Văn Khải hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, chúng ta đi thôi. Anh ta dắt theo hai tiểu minh tinh rời khỏi hiện trường, mặc kệ chiếc xe bị Tề Đẳng Nhàn đập bể. Lý Thiên Lạc thấy đến cả Dương Văn Khải cũng phải ảo não rời đi như vậy, cũng không dám nói thêm gì nữa, đỡ chú hai Lý rời khỏi nơi này. Lần này thật là mất mặt mà, trong lòng Lý Thiên Lạc hận muốn nhỏ máu. Công lực của Tề Đẳng Nhàn này không hề tầm thường, Lý Nhị Thúc ho khan nói, nội tạng vẫn còn đang đau đớn. Lý Thiên Lạc trầm giọng nói, mặt mũi của Lý gia chúng ta hầu như đã bị tên xúc sinh kia làm cho mất hết rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự mới được. Đến lúc đó, nói không chừng phải mời phụ thân của tôi ra tay. Chú hai Lý nói, có anh cả ra tay, tất nhiên là chắc chắn 9 phần 10 rồi. Sau khi bọn họ rời đu, người vây xem thấy không còn náo nhiệt để xem cũng nhao nhao rời đi. Lý Vân Uyển nhẹ nhàng thở ra, sự việc chỉ cần nhẹ nhàng như thế đã được giải quyết. Thật đúng là ngoài ý muốn mà. Nhưng mà Tề Đẳng Nhàn có quan hệ với tỉnh trưởng lúc nào vậy? Khiến tỉnh trưởng phải phái thư ký đi mời hắn đến. Ngô Bí Thư cười ha hả nói, Tề tiên sinh, mời ngài đi theo tôi đến gặp tỉnh trưởng tiên sinh. Hôm nay không có hứng cho lắm, để ngày khác đi. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt trả lời, rồi kéo Lý Vân Uyển đi mất. Lý Vân Uyển không khỏi cảm thấy lúng túng, người ta dù gì cũng là bí thư của tỉnh trưởng, cứ thất hứa như vậy có vẻ không ổn lắm đâu. Nhưng mà cô cũng không nên nói thêm cái gì, chỉ có thể quay đầu lại cười áy náy với Ngô Bí Thư. Ngô Bí Thư cũng sững sờ, sau đó đẩy đẩy mắt kính của mình, kinh ngạc nói, hống hách như vậy sao? Hắn rốt cuộc có lai lịch gì đây? Tề Đẳng Nhàn một câu không có hứng lắm đã đuổi Ngô Bí Thư về, sau khi nghe xong lời Ngô Bí Thư nói, Dương Lệnh Quang không khỏi ngạc nhiên. Tỉnh trưởng, giám ngục này rốt cuộc lai lịch gì thế? Một giám ngục cấp 2 thôi mà lại có dáng vẻ như vậy sao? Ngô Bí Thư cười khổ hỏi. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà, hắn là người mà phía trên chỉ đích danh muốn tôi mời được. Dương Lệnh Quang cũng không hiểu lắm. Ngô Bí Thư kinh ngạc nói, phía trên. Dương Lệnh Quang trầm giọng nói, đại nguyên soái của bộ chiến tranh, Phó Phong Vân tiên sinh. Ngô Bí Thư sau khi nghe được cái tên này thì lại càng giật mình hơn, Phó Phong Vân vậy mà là nhân vật đứng đầu Hoa Quốc, hơn nữa có vô số công lao hiển hách, có thể gọi là trụ cột của quốc gia. Để tôi gọi cho Phó Lão trước đã. Dương Lệnh Quang có chút bất đắc dĩ nói, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Phó Phong Vân sau khi nghe điện thoại đã hỏi, Tiểu Dương à, tôi rất nhanh sẽ đến Trung Hải thành phố rồi. Cậu tìm được người cho tôi rồi à? Dương Lệnh Quang cười khổ nói, Phó Lão, người thì tìm được rồi, nhưng hắn nói tâm trạng không tốt, không muốn tới gặp tôi. Phụ lòng nhờ vả rồi. Phó Phong Vân nghe xong, không khỏi ngẩn người, không nghĩ tới tỉnh trưởng như Dương Lệnh Quang cũng không mời nổi người về. Xem ra,
nhị nương gia nà Sở Vô Đạo sùng bái quả nhiên có chút năng lực. Nếu là người không có năng lực thì sẽ không hành động tùy hứng như thế được. Phó Phong Vân rất rõ ràng ngục giam U Đô có đặc biệt hệ thống của bọn họ, hơn nữa được trưởng từ Tề gia quản lý mãi suốt từ năm đó, nhưng ông không nghĩ tới, Tề Đẳng Nhàn so với phụ thân của hắn có khi không hề kém cạnh. Không sao hết, một lần không mời được thì mời lại là được rồi. Đến Lưu Bị cũng phải mời ba lần mới đến, bị thất hứa một lần không tính là gì. Mời mấy lần chắc chắn sẽ có lúc tâm trạng hắn tốt. Phó Phong Vân ngữ khí lạnh nhạt nói, tôi sẽ ở lại thành phố Trung Hải thêm mấy ngày, cậu mau chóng mời người cho tôi là được. Dương Lệnh Quang lập tức nói, Phó Lão yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lý việc này ổn thỏa. Sau khi cúp điện thoại, Dương Lệnh Quang thở dài ra một hơi, rồi quay đầu nhìn sang với Ngô Bí Thư nói, Tề Đẳng Nhàn kia có tính tình thế nào? Tính tình của hắn, Ngô Bí Thư cảm thấy một lời khó nói hết, nhưng lại không tiện nói chuyện của Dương Văn Khải ra. Như thế nào? Dương Lệnh Quang hỏi. Chắc hẳn không phải là người dễ chung sống. Ngô Bí Thư cười khổ nói, có chút bất đắc dĩ. Dương Lệnh Quang gõ nhẹ một vào bàn, nói, anh đi điều tra tư liệu của hắn đi, để tôi bớt chút thời gian, tự mình đi gặp hắn. Dù sao cũng là người mà Phó Lão muốn gặp, tôi nếu mà không làm được thì có chút không có năng lực rồi. Anh để bớt công việc gần đây xuống đi, tập trung làm chuyện này. Ngô Bí Thư gật đầu một cái, nói, đã rõ thưa tỉnh trưởng. Bây giờ Tề Đẳng Nhàn đã mang theo Lý Vân Uyển trở về Vân Đình Sơn Trang, chuyện khác, hắn cũng không muốn quan tâm. Vì cái gì mà Dương Lệnh Quang muốn gặp hắn, hắn cũng đoán được, hơn phân nửa là do Sở Vô Đạo gây nên. Những chuyện xảy ra trong hôm nay đương nhiên có ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của người ta. Nhưng mà, Lý Vân Uyển vẫn đi đến hầm rượu đi lấy mấy chai rượu vang ra. Tiếp đó thuận tay làm mấy món đồ nhắm ngon miệng, cũng không quan tâm cứ uống rượu như vậy có nghẹn hay không, sảng khoái là được rồi. Tề Sơ, tôi rất hiếu kỳ nha, rốt cuộc phải gặp nhân tài thế nào anh mới cảm thấy kính trọng vậy? Lý Vân Uyển nhìn không được hỏi. Thượng đế toàn trí toàn năng, Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên nói. Lý Vân Uyển ngẩn người, cảm thấy người này chẳng giống người tín ngưỡng đạo cơ đốc gì cả. Hôm nay anh đúng là chẳng để lại cho người ta chút mặt mũi nào. Lý Vân Uyển cười khổ nói. Là do bọn họ không cần mặt mũi trước, như thế thì tôi để lại mặt mũi cho họ làm gì? Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, trên mặt đầy sự khinh thường. Lý Vân Uyển giơ ly lên cụng vào ly của hắn, thuận thế dịch cái mông đến bên cạnh hắn ngồi, cười tủm tỉm nói, dáng vẻ chẳng sợ ai này của anh thực ra có chút đẹp trai đấy, gì cũng không sợ. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, khi cô nghĩ thông suốt thì cũng không có gì đáng sợ, trước đó tôi cũng cảm thấy người ta làm quan lớn thật đáng sợ, nhưng mà bây giờ thì cảm thấy cũng chỉ có như vậy thôi. Dùng lời của Can là Immanuel Can, chi tiết search Google nhé, nói thì là trên thế giới này chỉ có hai thứ có thể đả động đến tâm hồn của tôi. Một là vũ trụ mênh mông ở trên đầu, một là chuẩn mực đạo đức cao thượng trong lòng mỗi người. Lý Vân Uyển và Tề Đẳng Nhàn ở chung càng lâu lại càng phát hiện ra hắn không đơn giản, không chỉ đơn thuần là có vũ lực, có bối cảnh, từ hành vi của hắn cũng có thể nhìn ra được hắn là người có tu dưỡng từ bên trong. Khi đang nói chuyện, tay của Tề Đẳng Nhàn không tự chủ được mà rơi trên chân của Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển cười ha ha nói, nếu như lúc nói lời này, tay của anh thành thật một chút, có khi tôi sẽ tin đó. Á, tay của tôi sao lại ở chỗ này thế? Xin lỗi nhé. Tề Đẳng Nhàn thu tay lại, làm bộ nói. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, cũng không lâu lắm vỏ chai rượu đã chiếm nửa cái bàn trà. Khi mà men say lên đến đầu, Lý Vân Uyển nhìn không được hỏi, anh nói xem, nếu Mộng Mộng biết chúng ta cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, uống rượu đến bây giờ thì sẽ nghĩ như nào? Tề Đẳng Nhàn không đáp lại, buồn bực cúi đầu uống một ngụm rượu. Lý Vân Uyển nhìn không được đạp hắn một cái. Nói, đang hỏi anh mà. Tề Đẳng Nhàn nói, cô cảm thấy cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Cô với cô ấy có quan hệ tốt hơn tôi nhiều, sao lại hỏi tôi? Tôi cũng không biết cô ấy liệu có tức giận nhiều không, với cả cô ấy đã nói qua rồi, cô ấy không thèm anh, tôi mà thích thì sẽ đưa cho tôi luôn. Ha ha ha, Lý Vân Uyển nhìn không được cười to. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn, sau đó nghe thấy Lý Vân Uyển nói, nếu có một ngày, cô ấy đổi ý, để anh quay về ở cùng với cô ấy, anh sẽ làm thế nào?
Tề Đẳng Nhàn nghe xong thoáng sửng sốt. Lý Vân Uyển thấy hắn không nói lời nào, cũng buồn bực theo, chân nhỏ nhẹ nhàng đạp vào đùi vài cái, u oán nói, đồ không có lương tâm, đến cả lời nói dối cũng không thèm nói. Tề Đẳng Nhàn lấy lại tinh thần, lắc lắc cái đầu có hơi choáng, tay phải vươn ra, mô phỏng động tác nắm tay bằng năm ngón, hung ác nói, chỉ có trẻ con mới lựa chọn, tôi sẽ chọn hết. Hả? Lần này đến lượt Lý Vân Uyển trợn tròn mắt, vừa khóc vừa cười vừa đạp hắn một phát. Tề Đẳng Nhàn cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, hắn chỉ là cảm thấy cùng Lý Vân Uyển ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu thật vui vẻ, vừa uống vừa nói chút chuyện. Ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ hai, mở mắt ra, phát hiện hai người cùng chen trên một cái ghế salon, trên mặt bàn là một đống vỏ chai rượu. Đệt, lại thêm một lần không bằng cầm thú, thế này cũng quá mất mặt rồi. Tề Đẳng Nhàn phát hiện đêm qua lại không có phát sinh cái gì, không khỏi nhíu mày một cái. Đang muốn đứng dậy, lại phát hiện Lý Vân Uyển như bạch tuộc đang cuốn lấy người hắn. Đợi đến khi hết choáng váng, hô hấp của Tề Đẳng Nhàn dần dần trở nên dồn dập, cộng thêm việc Lý Vân Uyển ôm chặt lấy hắn, cho nên cái phản ứng tự nhiên không hề chính nhân quân tử đến vô cùng tự nhiên. Thế là, Tề Đẳng Nhàn quyết định làm nốt việc hôm qua muốn làm mà không làm được. Lần này, hắn cho ra một kết luận là, người thì dễ nhìn, mà sờ thử thì cũng rất tốt. Đùa giỡn lưu manh hả? Lý Vân Uyển vậy mà lại mê mang mở mắt ở lúc này, mơ màng trợn mắt rồi hừ một tiếng. Hôm qua uống hơi nhiều, đầu choáng quá, cô nói gì cơ? Bản lĩnh giả ngu thì Tề Đẳng Nhàn cũng có một ít. Lý Vân Uyển bĩu môi cười cười, nhắm mắt lại, đưa trán kề lên khuôn mặt của hắn, đưa tay cầm lấy cổ tay của hắn. Một cái tay khác đã hơi hơi đã kéo cổ áo xuống, thả luôn tay của hắn bỏ vào trong. Trong đầu Tề Đẳng Nhàn như nổ bùm một tiếng, vô cùng bối rối. Tôi buồn ngủ quá, cứ ôm như vậy đi, ngủ thêm một lúc nữa. Lý Vân Uyển như một con mèo nhỏ cọ sát ở trong lồng ngực hắn, tiếp tục nhắm mắt lại mà ngủ mất. Tề Đẳng Nhàn duy trì tư thế vô cùng cứng nhắc này, một cử động nhỏ cũng không dám làm. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay rất nóng. Thậm chí rất nhanh đã ra một tầng mồ hôi mỏng, sau đó, thân thể của hắn cũng nóng lên, không biết có phải hay là do tối hôm qua uống nhiều rượu quá hay không. Nhưng chỉ một lát sau Tề Đẳng Nhàn đã trợn mắt mê man mà ngủ mất. Khi tỉnh lại là do Kiều Thu Mộng gọi điện thoại đến đánh thức, hơn nữa người lúc nãy nằm cùng hắn trên sofa Lý Vân Uyển đã đi đâu mất. Tề Đẳng Nhàn, anh có rảnh thì đến sân bay đón người giúp tôi đi. Giọng của Kiều Thu Mộng từ trong ống nghe truyền ra. Mang theo một chút mỏi mệt. Được, tôi hiểu rồi. Tề Đẳng Nhàn mở miệng đồng ý. Não hắn còn có chút mơ hồ, sau khi nâng tay trái đưa về phía mũi của mình ngửi ngửi, mới lẩm bẩm nói, hình như không phải nằm mơ giữa ban ngày. Kiều Thu Mộng nghe được âm thanh hắn tự lẩm bẩm, không khỏi tức giận không biết phát tiết vào đâu, người này thật đúng là không có lòng cầu tiến, đã đến lúc này rồi mà còn ngủ. Bộp một tiếng, cô cúp điện thoại luôn. Tề Đẳng Nhàn cũng không quá để ý, trong đầu đang không nhịn được mà hồi tưởng lại cảm giác lửa nóng bao quanh cùng với mồ hôi tiết ra kia. Phì, anh đang làm gì thế? Âm thanh của Lý Vân Uyển từ một bên bỗng nhiên truyền đến. Tề Đẳng Nhàn nắm chặt tay lại, mạnh mẽ ho khan hai cái, nói, không làm gì cả, mũi hơi ngứa một chút mà thôi. Tề sơ, xem ra anh thật là một người đàn ông không bằng cầm thú nha. Vậy thì tôi an tâm rồi. Sau này có thể thường xuyên đến uống rượu. Lý Vân Uyển cười như không cười nói, cô ta vừa mới đu tắm, tóc vẫn đang ướt nhẹp, cứ như vậy mà nhìn Tề Đẳng Nhàn đầy quyến rũ. Tề Đẳng Nhàn mặt mo đỏ ửng, không nhịn được mà nở nụ cười khổ, nếu như hôm qua không có người quấy rầy, những chuyện khiến người ta không vui kia không xảy ra, cứ bảo chỉ bầu không khí mập mờ từ quán cơm về đến đây. Nói không chừng, đến cả rượu cũng không cần uống, hắn đã có thể làm cầm thú luôn rồi. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Lần sau tôi chắc chắn sẽ uống ít một chút, Tề Đẳng Nhàn cắn chặt răng, nói. Dáng vẻ ngốc ngốc này của anh, quả nhiên rất đáng yêu. Lý Vân Uyển hì hì cười một tiếng, sắc mặt cũng hơi phiếm hồng. Cô ta phát hiện, khi không ngừng trêu chọc Tề Đẳng Nhàn thì chính cô cũng đang hãm sâu thêm vào nhà tù này. Bây giờ, cho dù Kiều Thu Mộng chỉ vào mặt cô bắt cô cút đi. Cô cũng muốn cắn chặt răng mà đi tranh giành với Kiều Thu Mộng một lần. Không được, tôi đường đường là nhị đương gia của nhà tù U Đô, sao có thể bị một người phụ nữ đùa bỡn.
Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên cắn răng nói. Lý Vân Uyển ngẩn người, khi lấy lại tinh thần thì phát hiện Tề Đẳng Nhàn đã đứng ở trước mặt nàng. Thẳng đến khi bị Tề Đẳng Nhàn đẩy đập nhẹ lưng vào bức tường ở phía sau thì cô mới hồi phục tinh thần, vừa kinh ngạc vừa thẹn đỏ mặt mà nói, anh. Thực ra cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhỉ, chẳng qua chỉ là cố ý giả vờ như mình đã biết hết rồi thôi. Tề Đẳng Nhàn thấy được dáng vẻ vừa thẹn vừa vội của cô ta, không nhịn được mà nhếch miệng cười xấu xa. Thực ra cô, cũng rất thẹn thùng. Trên mặt Lý Vân Uyển đầy sự lúng túng nhưng vẫn cậy mạnh mà cười, đưa tay kéo cổ Tề Đẳng Nhàn, cười nói, khoác lác giả vờ làm gì. Chỉ là đối mặt với xử nam như anh mà tôi sẽ thẹn thùng sao. Cô ta vừa mới chuẩn bị đoạt lại quyền chủ động, thì bị Tề Đẳng Nhàn ép dựa vào bức tường phía sau, tiếp đó, đôi môi bị người ta bịt kín. Tề Đẳng Nhàn chuyển từ thụ động sang chủ động, nằm ngoài dự kiến của Lý Vân Uyển, cô ta cảm thấy nhịp đập mà cô khống chế nãy giờ, đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Lần sau cô đến đây, sẽ không có cơ hội để trêu chọc tôi nữa đâu. Tề Đẳng Nhàn buông Lý Vân Uyển ra, thở hổn hển, nhìn chăm chú vào gương mặt ửng đỏ và hồng hào từ khoảng cách gần, đầy vui vẻ. Không thể nói trước được đâu, Lý Vân Uyển liếm nhẹ đôi môi hơi sưng do bị hôn, mỉm cười tiến lại gần. Tề Đẳng Nhàn giơ ngón trỏ lên, đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô ta, mỉm cười nói, nghiện rồi có phải không? Nói xong lời này, một lúc sau, hắn lắc đầu, nói tôi đi ra sân bay đây, tối nay gặp sau. Đợi cho Tề Đẳng Nhàn rời khỏi biệt thự, Lý Vân Uyển mới lấy lại được tinh thần. Con người xấu xa này, ngay cả khi hôn cũng không chịu buông tay. Lý Vân Uyển đỏ mặt, đỏ tai, cắn chặt môi, nhưng cô không tức giận chút nào. Ngược lại trong nội tâm còn có chút cảm giác mùa xuân đang nảy mầm. Hôm nay, Lý Vân Uyển đã chứng kiến một mặt khác của Tề Đẳng Nhàn, vừa quyến rũ vừa bá đạo. Đây là một mặt khác được ẩn giấu của nhị đương gia. Tề Đẳng Nhàn tới sân bay, tùy tiện tìm một tấm bảng tên, phía trên viết tên Dương Quan Quan, hắn liền đến điểm đón chờ người. Không lâu sau, một người phụ nữ có ngoại hình xuất sắc mặc áo sơ mi màu trắng, quần màu đen thoải mái đang dần xuất hiện từ lối. Thu hút sự chú ý của những người đàn ông quanh đó. Bộ trang phục được phối vô cùng đơn giản, nhưng cô ta lại có thân hình ngang ngửa với siêu mẫu, nên vô cùng thu hút được ánh mắt của mọi người. Thân cao chân dài, hơn nữa, vòng một cực lớn. Những cái nút áo trên sơ mi của cô ta, dường như muốn bung ra bất cứ lúc nào. Có vẻ còn lớn hơn của Lý Vân Uyển, Tề Đẳng Nhàn nhìn người phụ nữ này, cũng không thể kiềm nén được mà nhìn hai lần, đàn ông mà. Luôn không thể nào chỉ nhìn qua một lần. Người phụ nữ có chút chán ghét ánh mắt của người đàn ông này, nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn thoáng qua tấm bảng tên ở cổng đón, sau đó đi đến hướng của Tề Đẳng Nhàn. Anh có phải là Tề Đẳng Nhàn? Người phụ nữ nói, đôi môi đỏ mộng khẽ mở, toát lên một sự quyến rũ không thể nói thành lời. Cô là Dương Quan Quan. Tề Đẳng Nhàn phục hồi tinh thần lại, vội vã trả lời. Trên khuôn mặt người phụ nữ hiện rõ lên vẻ mặt chán ghét, nhíu mày nói, tôi chính là Dương Quan Quan. Tề Đẳng Nhàn cười, nói, Thu Mộng đã nhờ tôi đến đón cô. Dương Quan Quan gật đầu một cách tùy ý, trực tiếp vứt hành lý xuống, sau đó đi ra ngoài. Cô luôn tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy à? Tề Đẳng Nhàn giữ chặt hành lý, bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo phía sau Dương Quan Quan ra ngoài. Người phụ nữ tên Dương Quan Quan này, tỷ lệ cơ thể quả thật có chút khoa trương, và điều đáng chú ý đó là, đôi chân cực dài. Tề Đẳng Nhàn dẫn Dương Quan Quan tới bãi đỗ xe, lấy chìa khóa xe ra nhấn một cái, Dương Quan Quan liếc nhìn một cách không có hứng thú, nói, một chiếc Passat à? Xe này là Phaeton, nếu không nhìn kỹ, có thể nhầm với xe Passat, hơn nữa nó đã ngừng sản xuất, và rất hiếm có trên thị trường. Tề Đẳng Nhàn cũng lười giải thích, đem hành lý đặt vào sau cốp xe. Rồi lái xe đưa Dương Quan Quan đến khách sạn mà Kiều Thu Mộng đã đặt trước để nghỉ ngơi. Mộng Mộng, tớ đã đến Trung Hải, chồng cậu đã đến đón tớ rồi. Tớ về khách sạn trước, nghỉ ngơi một chút, tối nay cùng ăn cơm đi. Dương Quan Quan nói chuyện điện thoại với Kiều Thu Mộng trên xe. Bữa cơm tối nay, Kiều Thu Mộng cũng không có mời Tề Đẳng Nhàn, Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ không tự nhiên tham gia và làm hỏng bầu không khí. Quan Quan. Mừng cậu đã trở về nước, Kiều Thu Mộng nhìn thấy Dương Quan Quan, trực tiếp chạy đến ôm cô ta thật chặt. Hôm nay tôi bận bàn chuyện hợp tác ở Tư Bản Thiên Lại, cho nên không thể đi đón cô được, thật sự xin lỗi cô.
Dương Quan Quan cười, nói, không sao đâu, không phải cậu cũng đã nhờ chồng đến đón tớ rồi sao? Trong lúc hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Lý Vân Uyển cũng đến. Hình như quan hệ của cậu với chồng cậu, không được tốt cho lắm nhỉ? Sau khi uống mấy chén, Dương Quan Quan mở miệng dò hỏi. Chỉ là người chồng trên danh nghĩa thôi, là do bố của tớ ép buộc cuộc hôn nhân này, tớ với anh ta không có tình cảm gì hết. Hơn nữa, người này là người thích gây rắc rối, miệng thì chuyên khoác lác. Kiều Thu Mộng thở dài, lắc đầu, nói, tớ đoán là khoảng chừng 2-3 năm nữa, đến lúc đó tớ sẽ nói với bố muốn ly hôn, thì chắc ông ấy cũng sẽ không phản đối đâu phải không? Dương Quan Quan gật đầu, cô ta cũng hiểu được Tề Đẳng Nhàn không phải một người đàn ông xuất sắc, ngay khi lúc cô xuất hiện, người này còn nhìn chằm chằm vào ngực cô ta để đánh giá. Lý Vân Uyển nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, trong lòng có một chút đắc ý, Tề Đẳng Nhàn hiện tại chính là một viên bảo ngọc đang bị ẩn giấu, hai người này không phát hiện ra, vậy thì bản thân cô ta sẽ im lặng tận dụng cơ hội này vậy. Trong giới đồ cổ, những người biết tận dụng cơ hội, khi tìm được món đồ quý, sẽ cảm thấy rất vui mừng, thấy thật tự hào, Lý Vân Uyển hiện tại đúng là đang có loại tâm tính này. Vậy cậu có kế hoạch gì trong tương lai chưa? Dương Quan Quan không nhịn được tò mò hỏi. À, hôm nay tớ có cuộc họp với Tư Bản Thiên Lại. Bọn họ đã ám chỉ rằng dường như vị lão tổng thần bí kia đang quan tâm tớ, tớ không biết lão tổng thần bí đó có ý gì nữa. Kiều Thu Mộng nhấp hé miệng, sau đó thở dài nói. Dương Quan Quan nói, tớ nghe nói vị lão tổng thần bí này sống ở Vân Đỉnh Thiên Cung, hơn nữa còn khiến cho Từ Ngạo Tuyết phải kinh ngạc, là một người có gia cảnh rất lớn. Ở ngoài mặt Tư Bản Thiên Lại là tài sản của tập đoàn Hướng Thị, nhưng trên thực tế, người đứng sau lại là lão tổng thần bí này. Lý Vân Uyển cảm thấy cô ta nói vậy có hơi thái quá, lão tổng thần bí hoàn toàn là do Hướng Đông Tinh cố ý tung hỏa mù, ngay từ đầu là muốn nhắm đến Tề Đẳng Nhàn, nhưng do đám người Từ Ngạo Tuyết đề cập đến Vân Đỉnh Thiên Cung mà hiểu lầm nghĩ rằng lão tổng thần bí đó là Sở Vô Đạo. Tất nhiên là Hướng Đông Tinh sẽ không tiết lộ sự thật, vì vậy sau đó họ sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm cho vị lão tổng thần bí ẩn này càng trở nên bí ẩn. Đám người Từ Ngạo Tuyết sẽ đoán rằng, Tề Đẳng Nhàn chính là lão tổng thần bí người đứng đầu Tư Bản Thiên Lại chỉ là một con rối thôi, và ông chủ lớn thật sự chính là Sở Vô Đạo sẽ không lộ diện. Thậm chí là, rất nhiều công nhân trong Tư Bản Thiên Lại đều cho là như vậy. Nếu anh ta thật sự quan tâm đến cậu, vậy thì đừng do dự nữa, người đàn ông như vậy cũng không phải muốn là gặp được đâu. Dương Quan Quan cười nói, Vân Uyển, cậu nói xem có phải không? Lý Vân Uyển gật gật đầu, nói, tớ cảm thấy cậu nói thật sự rất đúng. Kiều Thu Mộng trầm ngâm không nói gì. Dương Quan Quan nói, vừa hay, lần này tôi nhận lời mời của giám đốc Tư Bản Thiên Lại, đến lúc đó có thể sẽ có cơ hội tiếp xúc với vị lão tổng thần bí này, tớ sẽ giúp cậu thăm dò. Tớ cảm thấy, một người đàn ông vô duyên vô cớ dốc sức giúp một người phụ nữ như vậy, chắc chắn sẽ không thể không có nguyên nhân gì khác trừ yêu thích đâu. Mộng Mộng, cậu phải nắm bắt cơ hội lần này. Kiều Thu Mộng nhẹ nhàng gật đầu. Cười nói, nếu cô có tin tức gì thì hãy nói cho tớ biết vơi nhé. Sau bữa cơm tối, ba người tán gẫu rất vui vẻ. Trong lòng Lý Vân Uyển cảm thấy có chút buồn cười, Hướng Đông Tinh có đang đi quá xa trong việc tạo ra lão tổng thần bí này không? Nó có thể hoàn toàn phá hỏng mối quan hệ giữa Kiều Thu Mộng và Tề Đẳng Nhàn. Nếu Tề Đẳng Nhàn biết chân tướng rằng mình bị lão tổng thần bí này lợi dụng, cũng không biết anh ta sẽ có biểu cảm gì, nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy thật phấn khích. Hoặc là nói, nếu Kiều Thu Mộng biết vị lão tổng thần bí này không tồn tại, thậm chí vị lão tổng thần bí này lại là nhân bản của Tề Đẳng Nhàn, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ cần vừa nghĩ đến thôi, cô ta đã cảm thấy rất hưng phấn. Sáng sớm hôm sau, Tề Đẳng Nhàn theo yêu cầu của Kiều Thu Mộng, lái xe đến khách sạn đón Dương Quan Quan, rồi đi thẳng đến Tư Bản Thiên Lại. Đi xe chậm một chút, để tôi dặm lại lớp trang điểm. Dương Quan Quan ngồi ở phía sau. Lấy hộp trang điểm ra, bắt đầu dặm lại. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, nói, không cần làm chính thức đến như vậy, khẳng định cô sẽ được trúng tuyển. Dương Quan Quan nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói, anh thì biết cái gì. Lần này Tư Bản Thiên Lại ra điều kiện thật sự quá hậu đãi, các nơi trên cả nước đều có nhân tài ưu tú tới đây nhận lời mời. Tuy rằng tôi tự nhận là tư chất không kém, hơn nữa năng lực cũng ở top đầu, nhưng muốn trổ hết tài năng giữa một rừng nhân tài như vậy. Cũng cần may mắn. T
Tề Đẳng Nhàn nói, tôi nói cô sẽ được trúng tuyển, vậy thì sẽ được trúng tuyển. Anh nói thì tính là cái gì chứ? Tư Bản Thiên lại là nhà anh mở à? Dương Quan Quan có chút cạn lời mà buông hộp trang điểm ra. Đúng vậy, tôi chính là chủ của Tư Bản Thiên lại. Nếu cô là bạn tốt của Thu Mộng, tôi đây làm việc thiên vị một chút, chọn cô trúng tuyển không được sao? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Dương Quan Quan suýt nữa cười ra tiếng, hỏi chủ tịch Thiên lại mở Passat à? Ngày hôm qua khi lần đầu gặp mặt ở sân bay, ấn tượng của cô ta với Tề Đẳng Nhàn đã không tốt lắm, chỉ cảm thấy người đàn ông này không làm tròn bổn phận, đã kết hôn cùng Kiều Thu Mộng, lại vẫn không quản được một đôi mắt sắc. Ở trên bàn cơm, Kiều Thu Mộng lại bôi nhọ phẩm tính Tề Đẳng Nhàn với cô ta một phen, chuyện này làm cho cô ta cũng càng thêm chướng mắt Tề Đẳng Nhàn. Quả nhiên, đúng như lời Mộng Mộng, anh chàng này thích khoác lác, miệng toàn nói phét. Liền hắn là Thiên lại lão bản loại này lời nói, đều có thể nói được. Dương Quan Quan lắc lắc đầu. Nếu Tề Đẳng Nhàn thật sự là chủ của Tư Bản Thiên lại, vậy còn tự mình tới nhận lời mời của thư ký làm tài xế cho ông chủ, tính là chuyện thế nào? Thần sắc Tề Đẳng Nhàn vẫn bình tĩnh, nói cao tầng ở Thiên lại còn tương đối phục tôi nói nhận lời mời cô, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Dương Quan Quan vẫy vẫy tay, nói được rồi, biết năng lực của anh rồi, anh nhanh chóng đừng nói nữa đi. Tôi cảm thấy, anh dứt khoát nói thẳng người thần bí đứng sau Tư Bản Thiên lại chính là bản thân anh thì tốt hơn. Ha ha! Tề Đẳng Nhàn im lặng. Sau khi Dương Quan Quan dặm lại lớp trang điểm xong, dọn dẹp hộp trang điểm, sau đó mới nói, anh có nghĩ tới tương lai của chính mình và Mộng Mộng hay không? Tề Đẳng Nhàn nói, nghĩ tới rồi, nhưng mà, giữa hai người chúng tôi dường như có ngăn cách rất lớn. Không, anh nói sai rồi, không phải ngăn cách. Dương Quan Quan quyết đoán phủ quyết cách nói này. Hả, Tề Đẳng Nhàn khó hiểu. Đó là cách biệt một trời, một là bầu trời, một là vực. Nói một câu không dễ nghe, đó chính là Thiên Nga và con cóc. Anh cảm thấy, một cảnh ngục nho nhỏ, cậu chủ nhà hào môn nghèo túng, sao có thể xứng đôi với giám đốc trưởng quản tập đoàn nhà họ Kiều chứ? Dương Quan Quan nói rất không khách khí, cảm thấy loại người như Tề Đẳng Nhàn này căn bản không xứng với Kiều Thu Mộng, cho nên, chuẩn bị đổ thêm một can dầu vào chuyện này, để hai người sớm tách ra một chút, miễn cho Kiều Thu Mộng phải chịu tra tấn. Tề Đẳng Nhàn không nói chuyện, Dương Quan Quan nói đơn giản một chút chính là, hai người không phải người cùng một thế giới. Tề Đẳng Nhàn híp mắt bật cười, nói tôi ghét nhất, chính là những lời cuối cùng cô nói. Những lời này, Ngọc Tiểu Long từng nói, Kiều Thu Mộng từng nói, Từ Ngạo Tuyết từng nói, Lý Vân Uyển nói hay chưa nói hắn không nhớ rõ, hiện tại, lại đến phiên Dương Quan Quan nói giúp. Tề Đẳng Nhàn rất tò mò, các cô gái này cảm giác về sự ưu việt từ nơi nào, hay là do đều trên sao hỏa. Cho nên mới nói không phải cùng một thế giới. Anh không chán ghét Tư Bản, anh muốn xứng đôi với Kiều Thu Mộng, vậy cần phải có được năng lực và Tư Bản giống chủ tịch thần bí mới được. Dương Quan Quan lạnh nhạt nói. Ha ha, Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười, ông đây chính là chủ tịch thần bí, còn cần nỗ lực sao, nằm yên là được. Dương Quan Quan lắc đầu, chỉ cảm thấy chàng trai này không có chí lớn, ít tiền tức an. So sánh với mấy cô gái có dã tâm có khát vọng hơn nữa còn đồng ý nỗ lực như các cô đúng là khác nhau như trời với đất. Dương Quan Quan nói, nếu như anh đi đến thành thị tuyến 3 tuyến 4 còn được, cưới một cô vợ diện mạo thanh tú, sinh một đứa con, bình an cả đời. Nhưng ở thành phố Trung Hải này, tâm thái ít tiền tức an này của anh không thể thực hiện được. Có lẽ anh miễn cưỡng có thể trải qua cuộc sống dễ chịu, nhưng tuyệt đối không thể gia nhập giới thượng lưu. Tề Đẳng Nhàn liền nói, vì sao tôi phải gia nhập cái gọi là giới thượng lưu? Tôi tự mình sống an nhàn không phải tốt rồi sao? Tôi thích ăn cơm Tây hay là ăn nướng BBQ, hay là còn có người có thể quản tôi? Có thể bởi vậy mà khinh thường tôi. Dương Quan Quan bị anh chàng này dỗi đến có chút hết chỗ nói, chính như theo như lời Kiều Thu Mộc, miệng hắn toàn nói phét, hơn nữa mồm mép rất nhanh nhẹn, có đôi khi có thể làm người ta tức chết. Điểm này, Lý Vân Uyển cũng đồng cảm sâu sắc, nhưng mà, tối hôm qua từ đầu tới đuôi cô ta cũng chưa bôi nhọ Tề Đẳng Nhàn cái gì. Tôi và anh quả thực không thể nói chuyện đi, mọi người không phải dùng một cấp bậc. Dương Quan Quan lắc đầu nói. Đồng thời, lòng Dương Quan Quan nhìn không được thắc mắc, Hướng Đông Tình làm sao lại cho một người như vậy đến tập đoàn nhà họ Hướng đảm nhiệm chức vị bộ trưởng quan trọng. Mỡ heo che mắt. Nhưng mà,
chuyện này cũng không đáng miệt mài theo đuổi, trong cái thời đại khắp nơi đều là cơ hội này, kẻ ngốc cũng có thể dẫm lên cứt chó thăng chức rất nhanh mà. Rất nhanh, Tề Đẳng Nhàn lái xe tới cổng lớn công ty tư bản Thiên Lại. Vất vả anh ở chỗ này chờ tôi trong chốc lát, Dương Quan Quan nói với Tề Đẳng Nhàn. Tuy rằng cô ta rất không thích nhìn tên Tề Đẳng Nhàn này, nhưng tố chất của bản thân vẫn đúng chỗ, nói chuyện cũng có vẻ vô cùng khách khí. Nói xong lời này, Dương Quan Quan xoay người đi vào công ty. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, xuống xe, lắc đầu nói, tôi ở chỗ này chờ cô, vậy ai đi phỏng vấn? Sau khi hắn tiến vào công ty, lại là không có phát hiện thân ảnh Dương Quan Quan, chỉ có thể về đến văn phòng chủ tịch của mình trước. Văn phòng được Lý Vân Uyển tự mình bố trí một phen, hắn thoạt nhìn cũng cảm thấy vô cùng thuận mắt, cảm thấy người phụ nữ có thể ảnh hưởng mình rút đao thật đúng là chỗ nào cũng ưu tú, chuyện gì cũng có thể làm. Hô! Dương Quan Quan hít sâu một hơi, tiến vào giữa phòng họp tư bản Thiên Lại. Nơi này, đã có rất nhiều nhân tài ưu tú đang chờ đợi trước, có mỹ nữ cũng có soái ca, phần lớn đều có hồ sơ phi phàm. À, đây không phải là Dương Quan Quan sao? Liền ở ngay lúc này, một giọng nữ âm dương quái khí truyền đến. Hả, là cô Kiều Thanh Vũ? Dương Quan Quan quay đầu đi, tức khắc hung hăng nhíu mày. Dương Quan Quan không nghĩ tới, Kiều Thanh Vũ vậy mà cũng sẽ ở chỗ này. Kiều Thanh Vũ và Kiều Thu Mộng tuy rằng là có quan hệ thân thích, nhưng lúc trước cũng có ân oán với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan không quen nhìn Kiều Thanh Vũ hùng hổ dọa người với Kiều Thu Mộng, cho nên cùng xé rách mặt với cô ta. Lần này trở về từ nước ngoài, thật ra không có nghĩ tới hai người còn sẽ gặp mặt, hơn nữa còn là ở đại hội nhận lời mời thư ký của tư bản Thiên Lại. Kiều Thanh Vũ nói a, ngực lại to ra rồi. Cũng không biết, có phải đầu óc cũng trở nên càng không dùng tốt hay không? Trên mặt Dương Quan Quan lộ ra nụ cười dịu dàng, nói, ngực to cũng là tư bản, còn đẹp hơn sân bay của cô nhiều. Một ít đàn ông xung quanh không khỏi hướng ánh mắt lại đây, càng nhiều, đều dừng ở trên người Dương Quan Quan. Có người, liếc mắt nhìn Kiều Thanh Vũ một cái liền trực tiếp khinh thường mà bỏ qua, cô ta có chỗ nào đẹp bằng Dương Quan Quan đâu. Kiều Thanh Vũ bị những lời này làm tức giận đến sắc mặt trắng nhợt, lạnh lùng thốt tới nhận lời mời làm thư ký của tư bản Thiên Lại à. Đúng vậy, Dương Quan Quan lạnh nhạt nói. Vậy thật ngượng ngùng, chức vị thư ký, tôi đã điều động nội bộ cô, thích thì làm chân sai vặt đi. Kiều Thanh Vũ bỗng nhiên hạ giọng, cười như không cười mà nói, trong giọng điệu mang theo đắc ý nói không hết. Sau khi Dương Quan Quan nghe được những lời này của Kiều Thanh Vũ, không khỏi vô cùng sửng sốt. Cô có ý gì? Dương Quan Quan nói. Chính là ý trên mặt chữ đó, thư ký tôi đã điều động nội bộ, người không cơ hội. Kiều Thanh Vũ nhìn Dương Quan Quan, mặt đầy đắc ý. Chuyện này không có khả năng. Thông báo tuyển dụng lần này là giám đốc Hướng tuyên bố với bên ngoài, cô tuyệt đối không cơ hội này. Dương Quan Quan lạnh giọng nói. Kiều Thanh Vũ lại nhún vai, nói, ai bảo tôi xinh đẹp, tìm được một người bạn trai có bản lĩnh chứ? Hiện tại chính là tư bản Thiên Lại tổng giám đốc Nga. Khi nói chuyện, Kiều Thanh Vũ vứt mị nhãn cho một người đàn ông kia cũng cười cười. Dương Quan Quan chú ý đến thẻ bài để trên bàn đối phương. Phía trên viết đúng là tổng giám đốc của tư bản Thiên Lại, tên họ là Hướng Chính Phi. Nếu họ Hướng, vậy hiển nhiên chính là thân thích của Hướng Đông Tình. Dương Quan Quan thấy một màn như vậy, sắc mặt không khỏi trở nên rất không đẹp, thư ký là tên gọi tắt của bí thư hội đồng quản trị, Hướng Chính Phi thân là tổng giám đốc, tuyệt đối có tư cách được chọn người. Hiện tại tư bản Thiên Lại còn chưa tổ kiến ra hội đồng quản trị, thư ký này hẳn là chỉ phụ trách với chủ tịch. Mà chủ tịch chân chính, không thể nghi ngờ là vị chủ tịch thần bí Thần Long không thấy đầu cũng không thấy đuôi kia, người đó khẳng định sẽ không bởi vì việc này mà ra mặt. Tư bản Thiên Lại tuy rằng là của vị chủ tịch thần bí kia, nhưng chung quy vẫn là do tập đoàn nhà họ Hứa tổ kiến thành lập lên, chủ tịch thần bí sẽ không tham dự hành chính và quyết sách trong công ty. Kiều Thanh Vũ đắc ý cười nói. Tâm tình Dương Quan Quan tức khắc trở nên có chút uể oải, nếu thật sự điều động nội bộ mà nói. Vậy mình chạy một quãng đường thật dài từ nước ngoài về để làm cái gì? Sở dĩ cô ta lựa chọn tư bản Thiên Lại, chính là do nhìn chúng tiềm lực phát triển của tư bản Thiên Lại, cùng với bối cảnh to lớn sau lưng chủ tịch thần bí. Có những thứ này, cô ta mới có tư bản chống lại nhà họ Dương Ma Đô. Tuyệt vọng không, ha ha, nhưng hiện thực chính là như vậy, cô không có cơ hội.
Kiều Thanh Vũ cười lạnh nói. Lúc này, người của Tư Bản Thiên lại lên tiếng, nói các vị ứng viên đều ngồi xuống, sau đó bắt đầu bài thi. Thi viết chỉ có 2 đề, tổng cộng 30 phút. 10 phút sau, chọn ra 10 người được tiến vào vòng phỏng vấn. Dương Quan Quan và Kiều Thanh Vũ đều đứng trong 10 người này. Dương Quan Quan cảm thấy, mình tới cũng tới rồi, cũng muốn đua một chút, nói không chừng có cơ hội chuyển mình thì sao. Tề Đảng Nhàn xuất hiện ở cuối giai đoạn phỏng vấn, hắn cười với Dương Quan Quan, nói, ngượng ngùng, đã tới chậm một bước, mới vừa gọi điện thoại với người ở trong văn phòng. Họ Tề, sao anh lại tới đây? Kiều Thanh Vũ trầm giọng hỏi. Tôi là đại biểu pháp nhân của Tư Bản Thiên Lại, cũng là chủ tịch, vì sao tôi không thể tới? Tề Đảng Nhàn hỏi ngược lại. Sau khi Kiều Thanh Vũ nghe được lời này, trực tiếp cười nhạo, nói chỉ bằng anh. Chủ tịch Tư Bản Thiên Lại, vui đùa cái gì vậy? Nếu anh là chủ tịch Tư Bản Thiên Lại, vậy tôi đây chính là sếp lớn chân chính của Tư Bản Thiên Lại, chủ tịch thần bí. Nói mấy lời nói, thật đúng là đầu óc còn chẳng có. Tề Đảng Nhàn nhàn nhạt nói chuyện với ba ba như thế nào vậy? Kiều Thanh Vũ sửng sốt, sau đó giận tím mặt, cô ta lại kêu Tề Đảng Nhàn là ba ba, chuyện này, là vết nhơ cả đời. Họ Tề, cái tên phế vật nhà anh còn dám rông dài với tôi thêm nửa câu, sau khi tôi lên làm thư ký sẽ trực tiếp làm Tư Bản Thiên Lại ngưng hẳn hợp tác cùng Kiều Thu Mộng, anh tin hay không? Kiều Thanh Vũ cả giận nói. Cô ta đã lên kế hoạch xong hết thảy, chờ làm thư ký của Tư Bản Thiên Lại, đứng vững gót chân ở công ty, lập tức liền nhằm vào Kiều Thu Mộng, sau đó nâng đỡ người của mình thượng vị ở tập đoàn nhà họ Kiều. Tề Đảng Nhàn giống như nghe được một câu chuyện cười cực kỳ vui, hỏi cái gì? Cô làm thư ký, vui đùa cái gì vậy? Kiều Thanh Vũ ngạo nghễ nói như thế nào, không nghĩ tới chứ gì? Tôi lập tức sẽ trở thành thư ký của Tư Bản Thiên Lại, đây là điều động nội bộ biết chưa? Tề Đảng Nhàn lắc lắc đầu, nói theo tôi được biết, người điều động nội bộ, như thế nào là tiểu thư Dương Quan Quan đâu? Ha ha ha, tên ngốc, anh ở chỗ này nói mê sảng cái gì đấy? Anh thì tính là thứ gì, có tư cách biết người được chọn Tư Bản Thiên Lại điều động nội bộ? Cút nhanh sang một bên đi, tôi không có tâm tình rông dài với thứ phế vật như anh. Kiều Thanh Vũ kiêu ngạo đầu mặt, cảm thấy thư ký đã là chí tại tất đắc của mình, căn bản không muốn lại vô nghĩa tiếp với Tề Đảng Nhàn. Dương Quan Quan đen mặt nói với Tề Đảng Nhàn, cô ta nói không sai, cô ta có quan hệ với Tổng Giám Đốc Hướng Chính Phi của Tư Bản Thiên Lại, chuyện này, chỉ sợ đã thật sự điều động nội bộ. Hiện tại, trừ phi vị chủ tịch thần bí kia ra mặt, nếu không nói, chuyện này sẽ không có cơ hội nào nữa. Không nghĩ tới, tôi vậy mà trước khi ra trận đã chết. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Dương Quan Quan đều treo lên nụ cười khổ. Tề Đảng Nhàn lắc lắc đầu, nói cô không cần nghĩ bi quan như vậy, dựa theo ý nghĩ của mình đi làm là tốt rồi, tôi có thể khẳng định, thư ký tất nhiên là ngươi. Dương Quan Quan không có chút cảm giác nào với kiểu an ủi này của hắn, ngược lại cảm thấy hắn có chút diễn lợi hại, lúc này mà còn muốn giả mạo ông chủ của Tư Bản Thiên Lại hả? Vậy dứt khoát, trực tiếp giả mạo chủ tịch thần bí thì hơn. Dương Quan Quan, nếu cô quỳ cho tôi, liếm sạch giày của tôi, có lẽ tôi sẽ nhường tư cách đảm nhiệm thư ký này cho cô đó. Lúc này Kiều Thanh Nhân cơ hội mỉa mai nói. Cô mau cầm miệng đi, cô không làm được chức thư ký này, tôi nói. Tề Đảng Nhàn quay đầu đi, lạnh nhạt nói một câu. Kiều Thanh Vũ cười nhạo nói, tôi làm không được, Dương Quan Quan có thể lên làm. Nếu Dương Quan Quan có thể lên làm, tôi sẽ quỳ xuống liếm giày cô ta. Tề Đảng Nhàn lắc đầu nói được, cô lập FC cũng giống đánh rắm mà thôi, lần trước ở tiệc mừng thọ của ông cụ, cũng không thấy cô quỳ xuống kêu tôi là ba ba. Kiều Thanh Vũ bị những lời này làm tức giận đến không được, nếu không phải ở đây quá nhiều người, cô ta khẳng định sẽ trực tiếp xông lên xé rách ra mặt của Tề Đảng Nhàn. Thứ tạp chủng Tề Đảng Nhàn này, lát nữa tôi lên làm thư ký. Chuyện thứ nhất chính là sai bảo vệ trực tiếp ném văng anh từ nơi này ra. Hơn nữa, tôi còn muốn quay video gửi cho Kiều Thu Mộng xem, làm mặt mũi cô ta quét rác. Kiều Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi chửi rủa và uy hiếp Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn nhún vai, nói, được thôi, nếu cô có thể sai bảo vệ ném tôi văng ra, về sau tôi sẽ kêu cô là ba ba được chưa? Dương Quan Quan vỗ vỗ bả vai Tề Đảng Nhàn một chút, nói, được rồi, đừng nói với cô ta nữa. Lỡ nát nữa quậy ra chuyện, trên mặt mọi người đều không đẹp.
Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, đồng tình với cách nói của Dương Quan Quan. Kế tiếp, tiến vào phân đoạn phỏng vấn cuối cùng. Phân đoạn phỏng vấn cuối cùng, chủ tịch của Tư Bản Thiên Lại chúng tôi cũng sẽ ra mặt quan sát, mời 10 vị tuyển thủ tiến vào phân đoạn phỏng vấn cuối cùng nghiêm túc. Một vị người phỏng vấn đứng dậy nói chuyện ở ngay lúc này. Kiều Thanh Vũ khinh thường mà cười nói với Tề Đẳng Nhàn, phế vật, nghe thấy chưa? Chủ tịch cũng sẽ ra mặt, vừa rồi không phải anh giả mạo chủ tịch nhà người ta sao? Có lá gan, đi ngồi vào vị trí kia một chút đi. Khi nói chuyện, cô ta duỗi tay chỉ hướng về phía cái ghế chính giữa nhất. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười cười, thậm chí tươi cười rất sán lạn, nói với Kiều Thanh Vũ, được rồi, con gái ngoan nữ, ba ba thỏa mãn tâm nguyện của con. Nói xong lời này, hắn liền trực tiếp đi đến phía ghế chủ tịch. Dương Quan Quan không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm nói, đầu óc anh chàng này có tật xấu sao? Dám làm như vậy sao? Muốn chết không phải? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.